Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện tiểu bạch cốt chương 41 bọn họ dắt nhau vào nhà. Căn phòng đơn giản lại có thể hòa tan cái lạnh cuối thu. Cả nhà quây quần bên bàn cơm, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Hứa thị nói, ta đem đồ ăn đi hâm nóng, tần vịnh đè tay nàng lại, nói, đừng gấp, nghe ta nói trước đã, hứa thị là người duy nhất không biết sự tình, nhưng nàng biết đã xảy ra chuyện lớn, nếu không trượng phu sẽ không mất hồn mất vía như vậy lòng hứa thị như lửa đốt nếu lúc này đi hâm đồ ăn thật có khi sẽ đổ hết ra bếp mất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hứa thị vội hỏi tần vịnh nhớ tới những lời nghe được ở băng hồ vẫn còn sợ hãi từ ra gã thuật lại toàn bộ những gì mình nghe được cho hứa thị nghe gã nói chậm rãi pha lẫn ấm ách song chính giọng điệu này làm hứa thị tái mặt nước mắt cố nén không rơi lại nhòe lông mi sao có người ác độc đến thế chứ sao lại có chuyện hoang đường đến thế chỉ vì con trai họ có tiên duyên nên muốn giết chết là nghiệt duyên hay tiên duyên, hứa thị run rẩy cả người, không thể tưởng tượng nổi nếu cửu nhi không về, nếu thật sự bị họ hại chết, ngay cả nghĩ nàng cũng không dám nghĩ. Tần cửu khinh vỗ vỗ mơ u bàn tay mẫu thân, nói, nương, con không sao, hứa thị quay đầu nhìn hắn, không ngừng nghĩ mà sợ, là tiểu cốc cứu con, con trai họ họ hiểu, hắn chưa từng học bơi, thậm chí còn hơi sợ nước. Huống hồ nước trong hồ lạnh thấu xương, dù biết bơi thì tiếp xúc hàn khí cỡ đó cũng không thể khôi phục ngay được. Chắc chắc là có cơ duyên khác mới tránh được kiếp này. Tiểu Cốc chính là cơ duyên lớn nhất của con trai họ. Tần Cửu khinh kể hết những chuyện hắn gặp phải cho phụ mẫu, bọn họ càng hoàng hồn hơn, đến khi nghe thấy Tiểu Bạch cốt khóc dùng nước mắt cứu mạng Tần Cửu khinh, hai phu thê mỗi người nắm một tay của Tiểu Cốt đầu, bày tỏ sự cảm kích của mình. Lòng bàn tay Bạch Tiểu Cốc nóng nóng, y hơi xấu hổ, là cửu đại tịch tự, Tần Cửu khinh ngắt lời y, không có nước mắt của ngươi, ta làm gì có sức như vậy, Bạch Tiểu Cốc nghĩ cũng đúng, đại cốt cũng lợi hại lắm, đáng được phụ mẫu khích lệ. Tần Cửu khinh lại nói, Tiểu Cốc không thể khóc, nước mắt y chứa mệnh lực, rớt một giọt sẽ thiếu một giọt, điều này chỉ là suy đoán của hắn, nhưng không nói thế thì không thể nào giải thích vấn đề nước mắt của nhóc xương khô. Tất cả đều vì tránh phiền phức về sau, huống hồ nhóc xương khô thật sự không thể khóc. Tần Vịnh và Hứa Thị không hiểu mệnh lực là gì, nhưng có thể hiểu đại khái. Nước mắt Tiểu Cốt đầu rất quý, có thể cứu mạng con trai, nhưng chính y cũng bị tổn thương. Tương đương với việc Tiểu Cốt đầu dùng mạng mình đổi mạng con trai nghĩ vậy tần vịnh và hứa thị càng thêm cảm kích vui mừng cảm kích sự trả giá của tiểu bạch cốt vui mừng vì con trai gặp được ái nhân cùng chung sinh mệnh ngọn nguồn rõ ràng trái tim dần trở về quỹ đạo lúc này hứa thị mới nhìn thấy ngón tay trượng phu máu thịt be bé bét tần vịnh có một đôi tay tuấn nhã làn da trắng nõn khớp xương thon dài không quá rắn chắc cũng không nữ khí cực kỳ thích hợp viết chữ giờ đây có vài móng tay trái bị gãy đầu ngón tay toàn máu như đã chịu cực hình gì đó Tần Vịnh vội giấu trong tay áo, không sao, con trai đã về, chút thương tích này của gã có là gì? Hứa thì đau lòng, sao không có gì được, mười ngón tay liền tim, phải đau đến mức nào chứ? Tần Cửu Khinh đã thấy tay của phụ thân từ nãy, chỉ là so với việc trị thương, hắn cần ổn định tinh thần cho họ trước, lúc này đã nói xong, không còn bận tâm nữa, Tần Cửu Khinh lấy thuốc trị thương từ càn khôn châu ra, dược hiệu có hơi mạnh, cha nhịn một chút nhé, Tần Vịnh chỉ quan tâm một vấn đề, dược rất quý, hay hai đưa giữ để sau này, Tần Cửu Khinh, có rất nhiều, Tần Vịnh thở vào, đưa bàn tay máu me ra ngoài tần cửu khinh dùng đầu ngón tay khều thuốc mỡ thoa mỏng lên ngón tay tần vịnh hắn đã rất khống chế liều lượng vậy mà tần vịnh vẫn run rẩy sắc mặt trắng bệch tần cửu khinh nhanh tay hơn hơn nữa vô cùng thành thạo thoáng chốc đã xong chỉ dùng lớp mỏng đã thoa hết chỗ bị thương hứa thị nhìn mà kinh hãi tần vịnh cắn răng chịu đau cũng may dược vô cùng thần kỳ vừa thoa lên rất đau song miệng vết thương nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy nhất là móng tay còn có thể mọc ra khoảng một chén trà tay trái thảm không nỡ nhìn của tần vịnh khôi phục như ban đầu nếu không có vết máu quả thực làm người ta hoài nghi vết thương lúc nãy là ảo giác tần vịnh lấy lại tinh thần giơ tay lật qua lật lại thần kỳ quá tần cửu khinh chỉ có thể trị một ít thương ngoài da thật ra ở tu chân giới nó có tác dụng cầm máu các tu sĩ sau trúc cơ có thể vận chân khí khép vết thương ngoài da không cần dược đôi khi chảy quá nhiều máu mới cần tới nó cầm máu thôi huống hồ ở tu chân giới, bị thương sao chỉ ở ngoài ra được. Thế nên dược này rất tầm thường, đặt ở thế tục lại khiến người ta líu lưỡi. Thấy vết thương tần vịnh khỏi, hứa thị thở vào, lại nói, ta đi hâm nóng đồ ăn, đến giờ cả nhà còn chưa ăn được hạt cơm nóng nào. Tần cửu khinh lại nói, nương, chờ một chút, hứa thị, hả, nàng vừa đứng lên, cảm thấy choáng váng chợt ập tới. Tần Vịnh vội đỡ lấy nàng, Tần Cửu khinh tìm một viên đan dược đút vào miệng nàng, đuổi hàn tị nhiệt mấy năm nay hứa thị thức khuya dậy sớm ăn không no mà không ấm, thân thể gầy yếu trở nên tiểu tị, vừa rồi nàng mặc y phục mỏng tanh đứng ngoài cửa đợi gần một canh giờ, gió lạnh xông vào cơ thể, sở dĩ nàng không có cảm giác là do căng thẳng quá độ, đến khi Trần Ai lạc định hàn khí trỗi dậy, sao không choáng váng cho được. Một luồng hơi thở thoải mái xông vào lồng ngực, hơi nóng bao lấy tứ chi, thân thể hứa thị lập tức khá hơn nhiều thấy phụ thân và mẫu thân không còn gì đáng ngại, Tần Cửu Khinh mới nói, Nhi Tử có chuyện muốn thương lượng với hai người, trước giờ con trai họ trưởng thành sớm, thường hay nói những lời kiểu này, chỉ là hôm nay, bọn họ cảm thấy con trai thực sự trưởng thành. Hoặc không thể dùng từ trưởng thành, phải dùng từ thành thục mới đúng. Một người trưởng thành tâm trí thành thục và mạnh mẽ. Tần Vịnh và Hứa Thị bỗng nghĩ tới 13 năm sau, bọn họ vừa vui mừng vừa đau lòng. Con trai 7 tuổi trưởng thành sớm, 21 tuổi thành thục ổn trọng hơn, chỉ là 21 tuổi vẫn còn rất trẻ con họ quá khổ rồi hứa thì ôn thanh nói con nói đi tần vịnh cũng trông ngóng nhìn tần cửu khinh tần cửu khinh chúng ta rời khỏi hoàng an thành đi rời khỏi hoàng an thành rời khỏi tần gia rời khỏi nơi thị phi không có chút ấm áp này tần vịnh và hứa thì khẽ giật mình không lâu sau đó tần vịnh nói ta và nương con cũng nghĩ đợi thêm mấy năm nữa sẽ thương lượng chuyện này với con tần cửu khinh hiện tại vừa lúc tần vịnh ngẩn ra hỏi hắn đối với thế tục công danh con tần cửu khinh lắc lắc đầu ban nãy khi nhìn thấy thần dược hai phu thê đã hiểu con trai họ đã bước lên con đường tu hành từ lâu đã sớm không phải người bình thường công danh lợi lộc nào có thể bị được với vấn đỉnh thiên đạo tần vịnh và hứa thị đã chuẩn bị tâm lý từ trước không thấy mất mát ngược lại còn thấy nhẹ nhõm cũng tốt rời khỏi tần gia rời khỏi hoàng an thành bọn họ sẽ có thể trải qua cuộc sống của riêng mình Hứa thì nhớ tới từ gia, nhịn không được nói, thập nhị tiên sơn đã có tiên nhân tới tiền truyền thừa, chúng ta đi lúc này có làm chậm trễ tiền đồ của con không, tần cửu khinh hơi rũ mắt, không ạ, à, lúc hắn 7 tuổi, đúng là lần này được chọn đến thiên ngu môn, bước lên con đường tu hành. Chẳng qua lần này hắn nhất định sẽ không đến thiên ngu môn nữa, cũng không định tới thập nhị tiên sơn vào năm 7 tuổi. Tất nhiên càng tu hành sớm càng tốt, chỉ là 7 tuổi nhập đạo, bắt đầu đoạn tuyệt thế tục, quay đầu lần nữa, thân nhân đã qua đời, tâm ma cả đời khó giải lần này tần cửu khinh không vội nhập thập nhị tiên sơn hắn có tu hành chi đạo ở đâu cũng là tu hành thấy con trai có chủ trương tần vịnh và hứa thì không nhiều lời quyết định nói được sáng mai chúng ta sẽ rời hoàng an thành ngay tần cửu khinh nhìn về phía phụ thân phụ thân muốn từ biệt với lão thái thái như thế nào tần vịnh giật mình Tần Cửu Khinh biết phụ mẫu đơn thuần, không nghĩ sâu xa, nhẹ giọng nói: "Chúng ta phải đi, có điều không lén lút rời đi mà phải đi quang minh chính đại, không lưu hậu hoạn." Tần Vịnh nhìn hắn: "Cụ thể là sao, Tần Cửu Khinh, con chết vì rơi xuống hồ băng, phụ thân sẽ như thế nào?" Tần Vịnh trùng xuống: "Ta nhất định phải cùng kẻ đó đồng vu quy tận, gã sẽ sắp xếp cho nặc nhi trước, sau đó cùng hung thủ sống mái." Tần Cửu Khinh: "Đại Phong có luật pháp, người cũng là người trong gia tộc, làm sao có thể liều mạng với người khác được?" Tần Vịnh giật mình. Tần Cửu Khinh, sáng sớm mai, con sốt cao không lùi, rồi mệnh tiệt, người và mẫu thân đến nhà chính đòi công đạo, Tần Cửu Khinh nói kế hoạch cho phụ mẫu nghe, Tần Vịnh và hứa thị sừng sốt không thôi. Chuyện này, nếu thành công, bọn họ có thể đi dứt khoát, từ đây cùng Tần ra nhất đao lưỡng đoạn, không còn liên quan. Tần Vịnh thắc mắc, con có thể giả chết, Tần Cửu Khinh, vâng, vừa nói hắn vừa nhìn tiểu bạch cốt, tiểu bạch cốt cùng hắn tâm hữu linh tê, vội vàng lấy cửu đại tịch từ càn khôn châu ra. Nói cảnh này không dùng giận là giả, khỏi bàn tới phàm phu tục tử như tần phụ tần mẫu tần cửu khinh mở mắt trong thân thể thành niên nhìn về phía phụ mẫu tần vịnh hứa thị nói thật họ có thể ngồi vững đã khác thường nhân rồi tần cửu khinh thấp giọng gọi cha nương chỉ có hai chữ khoảng cách biến mất tần vịnh và hứa thị phục hồi tinh thần lại là con trai họ cặp mắt kia giọng nói kia là con trai họ nhìn kỹ ngũ quan cũng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ khi còn nhỏ chỉ là như nhóc xương khô nói con trai họ sau khi thành niên quá anh tuấn Tần Vịnh đứng lên, nhìn con trai cao hơn mình rất nhiều, vui mừng nói, thật sự đẹp trai hơn ta, Tần Cửu Khinh, hứa thị phì cười. Tần Vịnh hài lòng, càng nhìn con trai Tuấn Mỹ vô song càng tự hào, đứng bên cạnh hỏi, hai ta không giống phụ tử, giống huynh đệ hơn, hứa thị trừng gã, không biết xấu hổ, trái tim Tần Cửu Khinh rơi xuống. Hắn vốn hơi bất an, sợ cha mẹ không thể thích ứng, sợ họ cảm thấy mình 13 năm sau đoạt đi con trai 7 tuổi của họ. Hóa ra không có, hắn yên tâm rồi, có lẽ con người cũng có một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn, có thể nhìn thấy linh hồn của người trí thân. Nhưng phải dùng tâm nhìn, phụ mẫu hắn nhìn ra hắn. Vô luận thời không luân chuyển ra sao, vô luận trắc trở như thế nào, trong lòng họ đều có hắn. Hắn đều là con trai họ, Bạch Tiểu Cốc thấy Tần phụ và Cửu đại tịch đứng chung một chỗ, bỗng bật thốt cha lớn, cha nhỏ, cả nhà Tần Cửu Khinh kéo y ngồi lên đùi, không được nói bậy, Bạch Tiểu Cốc tự nhiên vòng lấy cổ hắn, không đúng chỗ nào, Tần Cửu Khinh ho khan, tẩy trắng, cho Tiểu Cốt đầu, sau này ra ngoài ngươi có thể gọi ta là ca, ừm, huynh trưởng, hắn quyết định không nói ra hai chữ ca ca. Theo lý thuyết Tiểu Bạch Cốt lớn tuổi hơn hắn, nếu tính theo tuổi, vậy phụ mẫu đều là hậu 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 bối của y. Vì thế hắn không nhắc tuổi, luận dáng vẻ Tiểu Bạch Cốt cùng lắm 16-7. Tiểu bạch cốt bỏ qua hai chữ huynh trường, nói thẳng trọng điểm, ca ca, tần cửu khinh, tiểu bạch cốt đã hiểu, à à, có phải muốn ban ngày kêu ca ca, ban đêm ca ca kêu không, tần cửu khinh. Câu nói trong trèo đến mức có thể nghe tiếng kim rơi trong phòng. Thú vui khuê phòng của tụi nhỏ, lão phụ mẫu không nên nghe thì hơn. Khụ, nương đi hâm đồ ăn, khụ, cha đi nhóm lửa, vừa là cha vừa là ca ca, trời ạ, à, quả thực con trai trưởng thành rồi. mươi 42 cả nhà dùng cơm tối, sau đó về phòng nghỉ ngơi sớm đêm nay tần vịnh và hứa thị có thể nói phập phồng lên xuống dù tần cửu khinh đã điều trị thân thể cho họ nhưng tinh thần vẫn rất mệt mỏi đó là chưa nói đến tuồng kịch ngày mai không nghỉ ngơi dưỡng sức sao được phụ mẫu ngủ sớm tần cửu khinh dùng thị giác thành niên nhìn lại tiểu viện tử cảm khái muôn vàn hóa ra chiếc giường khi nhỏ hắn ngủ hẹp như vậy hóa ra cái bàn khi nhỏ hắn cho rằng rất cao lại thấp như vậy và cả cây hải đường hắn mơ vô số lần trong mộng cao ngất bén nhọn lẻ loi đứng ở hoang trạch cành khô vỏ chóc hoa hải đường rực nở bị nhuộm đỏ thẫm tỏa mùi tanh nồng nhưng cây hải đường trước mắt chỉ là một gốc hải đường. Không cao như vậy, không già như vậy, cũng không nhọn như vậy. Nó vẫn khỏe mạnh tốt đẹp, thậm chí lãng mạn, Tiểu Bạch Cốt nương theo vạt áo hắn nhìn sang, "Chúng ta đi rồi, cây hải đường phải làm sao?" Tần Cửu Khinh ngẩn ra. Tiểu Bạch Cốt nó lẻ loi ở chỗ này sẽ rất cô đơn, Tần Cửu Khinh nhìn gió lạnh thổi rơi cánh hoa hải đường ôn thanh nói, "Chúng ta mang nó cùng đi." Mắt Bạch Tiểu Cốc sáng rực cất vào càn khôn châu, Tần Cửu Khinh ừm, càn khôn châu không thể chứa linh phách, cây hải đường không có linh, có thể cất vào còn chứa được hay không ấy à, không gian càn khôn châu còn lớn hơn cả tần trạch. Tần cửu khinh lại nhìn đại trạch, hắn không có cảm giác gì sâu đậm với tần gia. Năm bảy tuổi, hắn được tuyển tới thiên ngu sơn, trong một đêm từ đứa xui xẻo khắc chết ra ra thăng lên thành thiên chi kiêu tử có hy vọng thành tiên, đừng nói tần gia, toàn bộ hoàng an thành đều trầm trồ. Khi đó hắn tuổi nhỏ vô tri, cái gọi là trưởng thành sớm cũng chỉ là phân ưu giúp phụ mẫu. Khảo công danh cũng được, đến tông môn tu hành cũng được, thuở nhỏ hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng, cho phụ mẫu trải qua tháng ngày vui vẻ hắn đến thiên ngu sơn, cuộc sống của phụ mẫu quả thật nghiêng trời lệch đất. Tần gia có quan to nhất phẩm, có đại quan biên cảnh, song chưa bao giờ có người tu tiên. Thế tục tôn thập nhị tiên sơn là thánh, đế vương nhân gian cũng hướng tới con đường tu tiên trường sinh bất lão, đừng nói chi đến người thường. Tần gia xuất hiện đứa trẻ có tiên duyên, được tiên nhân ca ngợi là thiên tri kiêu tử tư chất tuyệt hảo hiếm thấy, thể diện quá lớn. Cái gọi là quang tông diệu tổ chỉ như vậy, lúc đó lão thái thái đích thân tới lạc trần viện, ôn hòa nói vài lời hay với tần vịnh, đến mức gò má hứa thì ửng hồng. Từ con thiếp thất không ai để ý, sau một đêm thành kim phượng hoàng, vô số người bái phòng, hận không thể san bằng ngạch cửa tần gia. Tần Vịnh và hứa thị đều đơn thuần, thích giúp đỡ mọi người, không để bụng ức hiếp ngày xưa, sao chịu nổi đối đãi như vậy. Thường xuyên qua lại, hai người quên mất khổ cực từ lâu, chỉ cảm thấy lão thái thái thiện tâm, huynh đệ hữu hảo, trục lý, chị em dâu, ôn nhu hào sảng một câu, gia hòa vạn sự hưng, của lão thái thái, khiến Tần Vịnh liên tục gật gù, người một nhà nên hòa thuận, Tần Cửu khinh trở về từ tông môn, mang theo rất nhiều tiên đan linh dược cho Tần Vịnh và hứa thị tần vịnh và hứa thì không hề keo kiệt không so đo hiềm khích với người tần gia việc gì giúp được sẽ giúp tần cửu khinh mới đầu có chút không thoải mái hắn nói với phụ mẫu sao trước kia không thấy họ niềm nở như vậy hắn không thích nhất là lão thái thái hứa thì ôn thanh nói con người luôn su lợi tị hại lúc trước chúng ta dựa vào tần gia không thể không chịu ấm ức hiện giờ họ thay đổi thái độ cũng là vì con có tiền đồ bọn họ kính con sợ con chưa chắc có thân tình gì đáng nói Hứa thị lại nói, chỉ là oan gia nên giải không nên kết, khi nghèo túng chúng ta không cầu người, khi phú quý chúng ta cũng không chê người, bọn họ muốn dính hào quang của con, ta và cha con cũng muốn con có tần gia làm chỗ dựa, tần cửu khi nhíu mày, con không cần chỗ dựa, hứa thị không tỏ ý kiến, chỉ cười nói, ai cũng nói tu hành không kể tháng ngày, khi con quay về tông môn, mấy chục năm không trở về thế tục, ta và cha con rất cô đơn, tần cửu khinh thoát tim. Hứa thị nói, dẫu sao họ cũng là người thân của phụ thân con, có thể chung sống hòa thận thì nên chung sống hòa thận, tần cửu khinh còn thể nói gì nữa hắn còn nhỏ lại hiểu chuyện càng hiểu biết quy củ tông môn càng hiểu dụng tâm lương khổ của phụ mẫu quả thật phú quý thế tục không đáng nhắc tới ở thập nhị tiên sơn chẳng qua sức mọn cũng là sức tần vịnh và hứa thị chỉ muốn tần cửu khinh có một thân phận tôn quý xuất thân tốt ở đâu cũng có lợi dẫu chỉ được tôn trọng cũng có thể không bị bắt nạt tần cửu khinh không đành lòng nói rõ với họ hơn nữa hắn có suy tính riêng của mình đúng vậy hắn không thể bồi phụ mẫu thời gian quá dài nếu phụ mẫu có thể hòa thuận chung sống với người tần gia chưa chắc không phải chuyện tốt bởi vì ý niệm này, Tần Cửu khinh buông bỏ thành kiến với Tần gia, cẩn thận giúp đỡ họ. Hắn cho đào, Tần gia cho mận, cũng coi như hòa thuận. Nhưng mà, khi Tần Cửu Khinh 15 tuổi, lúc Tần Gia như mặt trời ban trưa thì cả nhà bị một mồi lửa thiêu trụi. Hắn cho Tần Gia vinh quang nhất thời, cũng dẫn Tần Gia xuống vực sâu vạn trượng. Gặp may, may không hẳn may, là phúc cũng là họa. Lần này Tần Cửu Khinh sẽ không quan tâm những thứ này về an bài ngày mai có lẽ tần vịnh còn có chút lưu luyến và hy vọng còn đối với tần cửu khinh hắn biết rõ kết quả là gì an bài như vậy một bên là muốn cho tần cửu tịch tử vong để bọn họ thuận lợi thoát ly tần gia về phương diện khác cũng muốn phụ thân buông xuôi hoàn toàn muốn cắt đứt huyết mạch trí thân cần phải dùng một liều thuốc mạnh tần cửu khinh biết rõ vị lão thái thái kia sẽ lựa chọn ra sao hắn cũng rõ sau ngày mai phụ thân sẽ hiểu cái gọi là tần gia chỉ là tần gia mà không phải nhà bọn họ từ khi tiểu cốt biết ngủ y rất thích cảm giác này Tần Cửu Khinh không ngủ được, nhóc xương khô lại ghé vào ngực hắn ngủ say sưa. Tần Cửu Khinh chọc y một cái, tiểu ra hỏa lật người, lăn qua bên ngực kia của hắn. Tần Cửu Khinh lại chọc y một cái, tiểu Bạch Cốt Tí Hon dùng giọng nói tí hon của mình nói, đừng chơi ta, cốt buồn ngủ hu hu, Tần Cửu Khinh, Thiết Thiên, ha ha, Tần Cửu Khinh, ồ, quên nhốt ma kiếm lại. Thiết Thiên, ngay cả câu ban ngày kêu ca ca, ban đêm ca ca kêu đều nhịn được vậy mà thua ở chỗ này. Cốt hại kiếm thảm quá, hôm sau, nhà chính Tần gia tần lão thái thái tuổi lớn ít ngủ giờ mẹo vừa đến đã rửa mặt xong để phối hợp canh giờ của bà ta sấp nhỏ cũng đến đây chờ sớm sớm tối thưa hầu là tập tục đại gia tộc trừ phi lão thái thái không muốn thấy nếu không tức phụ đều phải đến đây khi hứa thị vừa gả vào tần ra cũng ngày ngày tới nhà chính hầu hạ tần lão thái thái tuy ghét nàng nhưng cũng không đuổi nàng đi mãi đến khi tần cửu khinh sinh ra tần lão gia tử qua đời tần lão thái thái mới hoàn toàn không cho ba người bước vào nhà chính đừng nói hứa thị ngay cả con trai trên danh nghĩa tần vịnh của bà ta nếu không có chuyện lớn hay lễ lộc bà ta không muốn gặp bữa sáng dùng được một nửa, bên ngoài truyền đến âm thanh ẩm ý, tần lão thái thái thường ngày trị ra cực nghiêm, nào chịu được ẩm ý như vậy, đặt đũa thật mạnh xuống, lạnh lùng nói, sáng sớm tinh mơ, ẩm ý cái gì, tôn thị trường tức tần ra vội nói, nương đừng bực, nhi tức đi xem ngay, tần lão thái thái rất coi trọng đứa con dâu này, gật gật đầu. Không lâu sau tôn thị quay trở lại, sắc mặt đại biến. Tần lão thái thái nhíu mày, hoàng cái gì, tôn thị xuất thân danh môn, từ trước đến nay tính tình trầm ổn, hôm nay lại mất phong thái, mẫu thân, chỗ ngũ ra, tần vịnh đứng thứ năm trong nhà. Tần lão thái thái vừa nghe chuyện Tần Vịnh, bỗng thấy phiền lòng, bọn họ lại gây ra chuyện gì? Tôn thị vội nói, thằng nhóc cừu tịch kia, không còn nữa. Tần lão thái thái sừng sốt, chợt đứng lên, cái gì? Tôn thị tiến lên đỡ bà ta, chính tay nàng cũng run rẩy. Vừa rồi nàng ra ngoài, thấy phu thê Tần Vịnh ôm thằng nhóc không có hơi thở khóc tức tưởi. Quản gia Tần gia đang sắp xếp thỉnh đại phu, thấy Tôn thị đến, nhanh chóng thuật tình huống, Tôn thị vẫn luôn coi thường hứa thị xuất thân bình dân, không đến mức làm khó, chỉ là không thèm nhìn. Hiện giờ có chuyện lớn như vậy, nàng vội tiến lên hỏi, đệ muội làm sao vậy, hứa thị hồn hển làm gì nói rõ được. Tôn thị kiểm tra hơi thở dưới mũi tần cửu tịch trong lòng lạnh lẽo. Đứa nhỏ tần cửu tịch có thể nói là cây châm trong lòng tần gia. Hắn là đứa cháu duy nhất của tần gia, theo lý thuyết, dù là thứ sinh tử cũng sẽ nhận hết sùng ái, thậm chí còn có thể làm tần vịnh phụ bằng tử quý, cố tình đứa nhỏ này vừa sinh ra khác đã chết chủ nhà, khiến tần lão thái thái oán hận, vứt tới thiên viện không ai hỏi han. Bảy vị thiếu gia tần gia đều cưới vợ, nếu có thể sinh một đứa khác, mọi người sẽ quên mất đứa bé này. Chỉ là bảy năm trôi qua, ngoại trừ tần cửu tịch, không ai sinh được đứa con nào. Nếu một phòng không sinh được là trùng hợp, vậy bảy phòng tần gia đều không con thì thật quá quái dị. Ngẫm lại những tin đồn nhảm kia, bọn họ rất khó không nghĩ nhiều. Đã khắc chết thân gia gia, có phải tần cửu tịch cũng khác luôn mạch con cháu của họ. Dẫu vậy thì thế nào, hắn cũng là huyết mạch tần gia, bọn họ không dám có ý kiến lỡ tần cửu tịch xảy ra chuyện, bọn họ vẫn chưa có con, vậy thì tần gia mới thật sự xảy ra chuyện, ai ngờ cây châm này đột ngột biến mất. Tần lão thái thái không ngồi nổi nữa, chống long đầu quải trượng ra ngoài xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sự thật là, tần vịnh và hứa thì mới đầu không khóc được. Còn bọn họ không chỉ sống sờ sờ mà còn anh Tuấn Đĩnh bạt xoái khí vô song, khí chất như trích tiên. Ngoại trừ quá cầm thú, không có khuyết điểm gì khác. Con trai ưu tú như vậy, hai người bọn họ nằm mơ cũng cười ha ha, bảo rớt nước mắt thật quá khó. Hai phu thê trời chưa sáng đã tính toán, bôi sa tế, hứa thị gật đầu, chỉ có thể như thế, tần cửu khinh sao để bọn họ chịu khổ như vậy, hắn lấy bình phỉ thúy từ càn khôn ra, điểm một giọt ở mắt tần vịnh, tần phụ lập tức bi thương. Hứa thị kinh ngạc, thần kỳ vậy sao, tần cha triều lộc cộc, nương tử mau thử xem, dược này dễ khóc lắm, hứa thị, nàng nhất định sẽ không khóc xấu như tướng công đâu, sau đó bôi dược xong, khóc đứt ruột đứt gan. Bạch tiểu cốc ló đầu ra, tần cửu khinh ấn y trở về, đừng nhìn, bạch tiểu cốc nói, ta biết phụ mẫu không thương tâm, tần cửu khinh không ấn y trở về nữa, nhưng thả tiểu cốt đầu ra, phải thừa nhận bạo kích của y, không phải chỉ giả khóc à, buổi tối khi ngươi bắt nạt ta, không phải ta cũng hu hu sao, nói đến đây, tiểu cốt đầu cảm thấy mình thông minh quá trời, đó cũng là giả khóc, thật ra ta rất vui vẻ, tần cửu khinh. Tần Vịnh và hứa thì đang nhập tâm khóc, đừng đùa bọn họ được không? Con trai, chết mà bọn họ cười ha ha có ổn không hả? mươi 43 tiểu cốt đầu đáng thương bị tần cửu khinh nhấn trở vô. Tiểu bạch cốt thu nhỏ, giọng cũng nhỏ theo âm thanh mềm nhũn cách một lớp vải, chỉ mỗi tần cửu khinh nghe thấy bạch tiểu cốc kêu rách cổ họng tần cửu khinh cũng không thả ra ừm trong đầu tần cửu khinh hiện lên những lời này hắn giàu dĩ tự hỏi cốt ngôn có thể lây sao may mà dược hiệu mạnh tần vịnh và hứa thị tìm lại trạng thái hai phu thê vừa ôm đứa con bảy tuổi khóc đứt gan đứt ruột vừa đi đến nhà chính tần cửu khinh không có tu vi nhưng có thể sử dụng một vài thuật pháp nho nhỏ ở thế tục hắn tàng hình đi theo họ bạch tiểu cốc uốn éo một hồi cuối cùng cũng có thể ló đầu ra cửu đại tịch ngươi tần cửu khinh đặt ngón trỏ lên môi cúi đầu nhìn y suỵt một tiếng bạch tiểu cốc ôi ôi nam nhân chết tiệt này giỏi mị thuật quá tiểu bạch cốt dơ xương ngón tay che mắt đáng tiếc xương ngón tay toàn là kẽ hở y nhìn gương mặt tuấn tú gần trước mắt âm thầm mặc niệm tần cửu khinh tần cửu khinh cốt chỉ yêu tần cửu tịch sai rồi hỏng rồi chú ngữ cũng không có tác dụng lại nói về tần vịnh và hứa thị khóc lóc một hồi đúng là nhập tâm dẫu gì chuyện tối qua là thật con trai trong lòng lạnh lẽo là thật nếu không có bạch tiểu cốc họ đã mất con rồi cảm xúc lũ lượt kéo tới càng khóc càng thật khi tần lão thái thái nhìn thấy tần cửu tịch ngẩn người đứa nhỏ này dứt lời bà ta bỗng ngẩng đầu nhìn về phía những bà tử kia đại phu đâu đại phu đâu bọn người hầu ở đây tự biết chuyện không nhỏ cửu tịch thiếu gia không được sùng ái thế nào thì cũng là miếng thịt đắng của tần gia lỡ chuyện không hay xảy ra bọn họ nhất định sẽ bị vạ lây đại phu mang hòm thuốc vội vàng chạy tới thực tế cần gì đại phu chỉ cần là người đều biết đứa trẻ kia không còn nữa nhưng vẫn phải làm xong quy trình đại phu quỳ một chân bắt mạch cho tần cửu tịch vừa chạm vào liền lắc đầu nói gió lạnh nhập thể mệnh đã tận dầm tần lão thái thái gõ quải trượng xuống sàn đá rốt cuộc là chuyện gì tần vịnh nhớ tới chuyện tối qua tức giận trỗi dậy ánh mắt căm thù nghiến răng nghiến lợi nói từ nguyên đức là từ nguyên đức đẩy cửu nhi xuống hồ băng tần lão thái thái ngẩn ra ngươi nói cái gì giờ khác này tần vịnh có chút hy vọng gã là người tần gia dẫu bị hắt hủi không được yêu thương vẫn cảm thấy ở đây là nhà gã ở đây có người nhà gã Lão phu nhân không thích gã, cũng không thích nặc nhi và cửu nhi, song gã luôn cho rằng lão phu nhân sẽ bảo vệ người nhà mình. Giết người đền mạng, tần gia sẽ ra mặt giúp họ, tần vịnh nói, thằng nhóc từ gia kia ghen ghét cửu nhi, nổi điên đẩy cửu nhi xuống hồ băng, cửu nhi dãy ruột leo lên, về đến nhà sau sốt cao không ngừng, con và nương nó canh chừng suốt đêm, định trời sáng sẽ mời đại phu, ai ngờ, ai ngờ đứa nhỏ mệnh khổ quá, nói đến đây, cần gì dược, tần vịnh và hứa thì đã tan nát cõi lòng, khóc không ngừng. Thậm chí hứa thị không thể nói xuông câu, lão, phu nhân, xin người, xin người làm chủ cho cửu nhi, tần lão phu nhân nhìn tần vịnh và hứa thị khóc bù lu bù loa, lại nhìn đứa trẻ không còn hơi thở, sắc mặt xanh mét, từ ra khinh người quá đáng, từ thị luôn phái người nhìn chăm chăm tần phủ, tần vịnh và hứa thị vừa ôm tần cửu tịch ẩm ý đến nhà chính, nàng ta đã biết. Tâm phúc ma ma của nàng ta thở phào, hồ băng đó cực lạnh, một thằng nhóc 7 tuổi, có trèo lên được cũng không sống nổi, từ thị cười lạnh, đi, đi tần phủ, ma ma kêu người chuẩn bị kiệu, mang theo mười mấy gia đinh cường tráng đến tần phủ, đồng thời thông báo cho Lý Hạo Sơ đang làm ở ngự thiên giám. Một đêm có thể chuẩn bị được rất nhiều thứ, từ thị vốn không coi phu thê tần vịnh ra gì. Khi Tần Lão Phu Nhân định phái người đến từ phủ, người gác cổng ở tiền viện đã truyền lời tới, từ Phu Nhân bái phòng, Tần Lão Phu Nhân nhướng mày, cho bọn họ vào, nghe thấy từ thị tới, Tần Vịnh và hứa thị ngạc nhiên, hung thủ giết người không biết sợ còn dám đến viếng thăm, người này, không sợ bị trời phạt sao. Tần Cửu Khinh không hề cảm thấy bất ngờ, tối qua từ thị không tìm được thi thể hắn, biết không thể âm thầm giấu giếm, chỉ có thể phản đòn. Cũng chỉ là mấy trò lật mặt ghê tởm kia thôi, từ ra ồ ạt kéo tới, chẳng những không sợ hãi mà còn rất hiên ngang nha hoàn bên người từ phu nhân mang theo lễ vật nhìn thấy cảnh trong nội viện từ thị ra vẻ kinh ngạc lễ nghi quy củ nói chuyện này tần lão phu nhân lạnh mặt đôi ngươi già như lưỡi đao cứa lên mặt từ thị từ thị thầm cười lạnh ngoài mặt vẫn bình thản nàng ta nhìn thấy đứa trẻ trong lòng tần vịnh tức thì biến sắc đứa bé cửu tịch thật sự nói rồi nàng ta lấy khăn lau nước mắt thương tâm nói là ta không tốt là ta sơ sẩy hôm qua đức nhi thấy cửu tịch trượt chân rơi xuống nước sợ tới mức cuống quýt chạy về nhà kêu ta đến cứu người Lúc ấy ta đang tiếp khách, cho rằng nó hồ nháo, dăn dậy một phen, đến khi biết ngọn nguồn mới vội vàng chạy đến quốc tử giám, nào ngờ hồ băng không có ai, ta tưởng Đức Nhi nói dối, đánh nó mấy roi, thẳng bé ra chóc thịt bong còn cắn răng nói thấy tần cửu tịch rơi xuống nước, sáng nay ta lo lắng không yên, định đến nhìn xem, ai ngờ, nàng ta đổi trắng thay đen, thay đổi toàn bộ câu chuyện, hung thủ giết người không chỉ vô tội còn biến thành có lòng cứu giúp. Sao lại có lời hoang đường như thế, tần vịnh cả giận nói, ngươi nói bậy. Rõ ràng là từ nguyên đức đẩy con ta xuống nước, là từ nguyên đức giết chết con ta, từ thị trấn kinh sao ngũ thiếu gia có thể không bằng không chứng bôi nhọ con trai ta tính đức nhi ngoan hiền ngày thường có người bắt nạt cửu tịch nó là người đầu tiên phản đối đứa nhỏ cửu tịch trước nay quái gở một mình chạy tới hồ băng không biết làm gì đức nhi lo cho nó mới đi theo ai ngờ đứa nhỏ này lại lao đầu vào hồ băng sau đó nàng ta liếc hứa thị ám chỉ hay đứa nhỏ cửu tịch bị ấm ức ở nhà luẩn quẩn trong lòng hứa thị nghe không nổi nữa ngươi nói hưu nói vượn cửu nhi không đời nào luẩn quẩn trong lòng, từ thị, không chừng bị tà tứ mê hoặc, hứa thị làm sao nói lại nàng ta, hoàn toàn xa vào bẫy, nhà chúng ta không có tà tứ, từ thị, nếu không có tà tứ, vậy sao hôm qua lý thiên sư đặc biệt đến, hứa thị, rõ ràng là các ngươi, tần lão phu nhân, đủ rồi, từ thị lấy khăn che khóe miệng đầy mỉa mai, không nói nữa. Hứa thị giận đỏ mặt nhìn về phía tần lão phu nhân, nói, mẫu thân, nàng ta nói bậy bạ, không có câu nào là thật, người phải làm chủ cho cửu nhi, lúc nó về nhà đã nói với con rằng chính từ nguyên đức đẩy nó xuống hồ, từ thị, sao hai phu thê các người cứ phải vu oan cho đức nhi vậy? Các người chỉ nói miệng thôi, có ai thấy không, hứa thị sừng sốt, cửu nhi, từ thị nhìn về phía tần cửu tịch lạnh như băng, mỉa mai, người đã chết, các ngươi nói gì mà chẳng được. Tần Vịnh tức điên, độc phụ đổi trắng thay đen, từ thị không hề nao núng, ta thấy ngũ thiếu gia mới là người đổi trắng thay đen, Đức Nhi có lòng cứu giúp, các ngươi không đa tạ thì thôi, còn quay sang quật ngược lại, tần gia trăm năm đại tộc, chẳng lẽ đã xuống dốc đến mức muốn dựa vào lừa, tần lão phu nhân ngắt lời nàng ta, từ phu nhân ăn nói cẩn thận. Từ thị nhìn tần lão phu nhân, thần thái biến đổi, như thể cực kỳ oan, lão phu nhân, chuyện này thật quá quắt, Đức Nhi và cựu tịch cùng nhau lớn lên, có thể so với thủ túc, sao có thể hại nó được. Ngũ thiếu gia cứ càn quấy, ta thật là, thật là có lý không thể nói. Tần lão phu nhân tuổi lớn chứ không ngốc, bà ta lạnh lùng nhìn Từ thị, "Từ phu nhân đừng nói bậy, Cửu Tịch là con cháu Tần gia, ai dám uy hiếp tính mạng của nó, nhất định phải dùng mạng trả." Từ thị khinh thường trong lòng, đương nhiên trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, nàng ta nhìn Tần lão phu nhân, ý của lão thái thái là hay người cũng không tin ta, đúng là oan quá mà khó trách hoàng hậu nương nương cứ dằn dạy ta, bảo ta phải quản chặt đức nhi, đừng gây thị phi, ta chỉ nói là đóng cửa sinh hoạt sẽ không tai họa gì, ai ngờ họa trời giáng, hoàng hậu là nữ nhân của Từ gia, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Từ gia, câu này của Từ thị không khác gì uy hiếp Tần lão phu nhân sầm mặt mở u bàn tay chống quải trượng nổi gân xanh. Hiển nhiên Từ thị đã có chuẩn bị đầy đủ mới dám đến Tần phủ, nàng ta nói, nếu Tần lão thái thái cũng thấy nghi ngờ, chi bằng chúng ta vào cung thỉnh quý nhân phán xét, thỉnh quý nhân trong cung phán xét hoàng hậu sẽ thừa nhận cháu ruột của mình là hung thủ giết người tần lão phu nhân còn không rõ gì nữa trong lòng phẫn hận đan sen tuy bà ta không thích tần cửu tịch nhưng dẫu sao cũng là cốt nhục tần gia cứ vậy bị hại chết nếu tần gia không quan tâm há chẳng phải sau này bị người ta trèo lên đầu ăn hiếp sao có điều từ thị hùng hổ dọa người muốn làm ầm tới trong cung hai nhà tần từ trở mặt về sau tần gia làm sao đứng ở hoàng an thành được tần lão phu nhân lạnh lòng nếu lão gia tử còn sống từ thị này sao dám lỗ mãng như thế bầu không khí cứng đơ, Tần Vịnh không khỏi thấy hoảng loạn, gái nhìn Tần lão phu nhân, mẫu thân, Cửu Nhi bị Từ Nguyên Đức đẩy xuống, Tần lão phu nhân tức giận câm mồm. Tần Vịnh ngơ ngẩn, hứa thì đang khóc hồn hển cũng đã hiểu rõ dụng ý sắp xếp của con trai. Mục đích của vở tuồng này là cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của tướng công đối với Tần gia, Thấy nắm giữ được tình thế, từ thị bèn thu tay, nàng ta cho tần lão phu nhân một bậc thang, lão phu nhân, hay chúng ta thỉnh lý thiên sư tới chiêu hồn đi, ta nghe nói người bị hại chết, hồn phách sinh oán, rất lâu không vào luân hồi, nếu cửu tịch thật sự bị hãm hại, nhất định có thể dẫn hồn phách của nó, tần lão phu nhân nhan mày. Từ thị thở dài, Lý Thiên Sư công chính liêm minh, có người làm chủ chúng ta sẽ biết được chân tướng, hai nhà tần từ xưa nay giao hảo, hai đứa nhỏ cũng là thủ túc chi giao, nếu cắt đứt quan hệ rất đáng tiếc, nghe vậy, tần vịnh và hứa thị kinh ngạc không thôi. Bạch Tiểu Cốc trốn trong túi cũng ngây ra, không kiềm được nói, ngay cả hồn phách của ngươi mà bà ta cũng không buông tha, thế gian sao có người buồn nôn như vậy, cốt buồn nôn, cốt muốn nôn. Tần cửu khinh vỗ vỗ túi an ủi tiểu cốt đầu, bạch tiểu cốc vẫn chưa nguôi, nói, ta sắp tức chết rồi, ta sắp bùng nổ, người này quá đáng ghét, tần cửu khinh, tối nay chúng ta đến từ phủ, bạch tiểu cốc, đến địa phương ghê tởm đó làm gì, mắt đen của tần cửu khinh lạnh băng, xả giận cho ngươi, chương 44 hòa đồng của bạch tiểu cốc rực cháy, phụ thân mẫu thân nữa, tuy tần phụ và mẫu thân chỉ giả khóc nhưng làm cốt đau lòng muốn chết, người tốt lại bị bắt nạt thành như vậy, thật quá đáng. Tần Cửu khinh ừm, Bạch Tiểu Cốc lại nói, cả ngươi nữa, uất ức nhất là Cửu Đại Tịch, Cửu Đại Tịch đáng thương, hồi nhỏ quá thảm thảm hơn cốt một mình ở dáng xương cốc ít nhất cốt không bị con quỷ nào bắt nạt. Tần Cửu khinh cảm thấy ấm áp, chọt đầu nhỏ của y, được Bạch Tiểu Cốc yên tâm, ló đầu ra cọ cọ ngón tay hắn, Cửu Đại Tịch thật đáng tin, thật muốn vắt trên người hắn ngày ngày đêm đêm. Từ thị đổi trắng thay đen, Uy Hiếp dụ dỗ Tần lão phu nhân đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng không có cách nào khác thật ra trong lời từ thị có rất nhiều lỗ hổng tần vịnh và hứa thị một bên đau lòng con trai một bên quá hiền lành không ngờ có người thâm độc tới nhường này nên bị chèn ép cứng họng ngay từ đầu đã có lỗ hổng gì mà từ nguyên đức thấy tần cửu tịch rơi xuống nước vội vàng về nhà kêu người nếu muốn cứu người kêu người trong học đường không tốt hơn sao dù phu tử đã ra về cũng còn có người hầu đang làm nhiệm vụ gì mà từ thị đang tiếp khách không để ý tới từ nguyên đức, vớ va vớ vẩn, ai cũng biết từ nguyên đức được từ thị nâng trong tay ngậm trong miệng, dù là hoàng hậu nương nương tới thì từ nguyên đức cũng có thể đến gần nói chuyện. Buồn cười nhất là từ thị đánh từ nguyên đức ra chóc thịt bong, từ nguyên đức rách miếng ra, nàng ta có thể la cho cả thành biết. Chân tướng rõ ràng, từ nguyên đức một cố ý hai vô ý, tóm lại là nó đẩy tần cửu tịch xuống hồ băng, từ nguyên đức chỉ là thằng nhóc 9 tuổi, dưới xúc động phạm tội, chắc chắn sợ quá chạy về nhà khóc lóc với từ thị. Từ thị có đến quốc tử giám, nhưng là đến xử lý hậu sự. Nào biết tần cửu tịch mạng lớn, còn có thể bò về nhà, tiếc rằng hồ băng lạnh lẽo, không qua khỏi, sáng sớm, từ thị nghe nói tần cửu tịch mất, tự biết hành tung không thể che giấu, quyết định phản đòn, phủi sạch sẽ quan hệ. Hiểu thì hiểu, biết thì biết, nhưng từ thị dám xông tới như vậy, tần ra có liều mạng cũng không làm gì được. Từ nguyên đức giết tần cửu tịch, chứng cứ đâu, tần ra chống lưng cho tần cửu tịch. Quý nhân trong cung sao có thể ngồi yên không nhìn từ thị trắng trợn nói với tần lão thái thái rằng nếu tần gia xen vào việc này chính là trở mặt với từ gia chính là đối đầu với hoàng hậu nương nương hiện giờ tần gia suy thoái không thể dây nổi nếu tần gia mắt nhắm mắt mở từ gia và hoàng hậu nương nương sẽ ghi nhớ ân tình này không thiếu giúp đỡ về sau vừa hay tần gia có hai đích tử sắp sửa hồi kinh nghiệm trước lựa chọn như thế nào phải xem tần lão phu nhân nếu tần cửu tịch thật sự mất tần vịnh sẽ sớm phát điên đâu thèm nghe bọn họ nói gì chắc chắn quậy tung trời chẳng qua hôm nay con trai vẫn còn sống gã vẫn còn lý trí suy nghĩ Tần Vịnh thiện lương chứ không ngốc, làm sao không rõ quanh co trong đó. Gã nhìn về phía tần lão phu nhân, đáy lòng lạnh lẽo. Từ thị lại nói, lão phu nhân, chúng ta thỉnh Lý Thiên Sư, tần Vịnh lạnh lùng nói, người với Lý Hạo Sơ cùng một ruột, công chính cái gì. Các người hại chết cửu nhi, ngay cả hồn phách của nó cũng không buông tha. Từ thị hơi kinh ngạc, tần ngũ không ngu lắm, có thể nhận ra ý đồ của nàng ta, đúng là nàng ta không định buông tha hồn phách tần cửu tịch, chết oan dễ hóa quỷ, nhất là tần cửu tịch còn có tiên duyên, nếu hắn thành quỷ, chẳng phải phiền toái sao? Suy nghĩ trong lòng bị đâm thùng, từ thị mặt không đổi sắc, ngũ thiếu gia nói năng cẩn thận, Lý Thiên Sư không phải là phàm phu tục tử như chúng ta, ngươi nói như vậy, bộ không để ý tới vận khí trăm năm của tần gia, nghe như nói với tần vịnh, thực tế là nói cho tần lão phu nhân nghe. Tần vịnh đang muốn mở miệng, tần lão phu nhân bỗng quất một trượng lên lưng gã, đừng nói hàm hồ, một trượng không đau, lại khiến tần vịnh ngớ người. Gã khó tin nhìn tần lão phu nhân, trong mắt tràn đầy thất vọng. Tần lão phu nhân không nhìn gã, nói với từ thị, con cháu tần ra không thể uổng mạng, thỉnh lý thiên sư tới chứng thực một chút đi, từ thị thả lòng, ngữ khí hòa hoãn, vẫn là lão thái thái hiểu lý lẽ, tần lão phu nhân căng khóe miệng, bàn tay giữ chặt long đầu quải trượng khô như rễ cây già nua cố bám lấy đất. Sao bà ta không biết từ thị ác độc, sao không biết tần vịnh tuyệt vọng? Nhưng có thể thế nào đây, vì một nghiệp chướng mà đắc tội từ gia, đắc tội hoàng hậu, đắc tội lý hạo sơ một tay che trời. Tần gia không chỉ có một tần cửu tịch, tần gia còn có hơn 200 miệng ăn. Lúc này chỉ có thể nén giận, mọi chuyện chỉ có thể dừng ở đây. Lý Hạo Sơ nhanh chóng xuất hiện, ông ta đã nhận được tin tức từ trước, gần như cùng từ thị trước sau chân tới tần phủ. Tâm trạng ông ta không tồi, từ thị giúp ông ta loại bỏ tai họa lớn, ông ta rất sẵn lòng giúp nàng ta. Huống hồ chính ông ta cũng muốn loại trừ hồn phách tần cửu tịch, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thời cơ tốt nhất để loại bỏ hồn phách là bây giờ, người vừa chết, chưa qua 12 canh giờ, là oán khí cũng thế, thân nhân đau lòng cũng thế, đều không đủ ủ thành oán linh. Bây giờ bày trận pháp, đợi ngày mai, thế gian này mới hoàn toàn không còn dấu vết tần cửu tịch. Đúng vậy, ông ta không phải tới gọi hồn, trận pháp mà ông ta bày chính là diệt hồn trận. Vậy thì thế nào, phàm phu tục tử làm gì phân rõ chiêu hồn hay diệt hồn? Lý Hạo sơ vào tần phủ, không cố ý đến muộn, trắng trợn nói cho tần ra biết, ông ta đã chờ sẵn từ trước. Tần lão phu nhân nén giận, chỉ có thể cung kính nói, Lý Đại Nhân, Lý Thiên Sư mặc đạo bào màu xanh lá, dâu tóc bạc trắng, thần thái đoan chính, vô cùng phù hợp với phong thái thần tiên mà thế nhân tưởng tượng, ông ta hơi hơi gật đầu, nói, lão phu nhân nén bi thương, tần lão phu nhân dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, là lão thân mệnh khổ, Lý Hạo Sơ ngoài miệng hàn huyên cùng bà ta, tâm tư lại hoàn toàn đặt trên người tần cửu tịch. Ông ta làm việc rất cẩn thận, một là liếc xem đứa bé kia có phải tần cửu tịch không, hai là muốn xác định hắn có tuyệt khí bỏ mình chưa với tu vi trúc cơ kỳ của ông ta không cần duỗi tay bắt mạch nhìn một cái là biết là tần cửu tịch người đã chết rất tốt lý hạo sơ thu tầm mắt nói không chậm trễ thời gian nữa ta bày chiêu hồn trận đây mọi người nhanh chóng tản ra chừa vị trí cho ông ta trận pháp là diệt hồn sao có thể chiêu hồn lát sau lý hạo sơ thu hồi pháp thuật thở dài nói đứa nhỏ này đi rất dứt khoát nghe lời này từ thị mặt lộ vẻ đắc ý truy vấn nếu bị người ta hãm hại sẽ không dứt khoát ra đi như vậy lý hạo sơ hồn phách đi rất mau đủ thấy hắn sinh thời không lưu luyến sau khi chết cũng không sở cố không khác gì chứng thực tần cửu tịch tự sát tần vịnh con trai ta không có khả năng lý hạo sơ liếc nhìn gã bâng quơ nói bần đạo không hề nói dối tần vịnh há miệng lại giống như bị chặn lại không nói nên lời Lý Hạo Sơ cố ý thả uy áp, nhìn Phàm Phu Tục Tử sắc mặt trắng bệch, trong lòng cảm thấy thoải mái, trên mặt vẫn tiên phong đạo cốt, hồn phách đã đi, xác chết dễ thối giữa, hãy sớm an táng, Từ thị, lão phu nhân đừng quá bi thương, cửu tịch rất hiếu thuận, hắn trên trời có linh thiêng cũng không muốn tổ mẫu khổ sở, nghe có vẻ an ủi, thật ra là đâm vài nhát vào tim tần lão phu nhân. Bi thương, hiếu thuận, khổ sở, tần lão phu nhân cố nén lửa giận trong lòng, miễn cưỡng nói, trong nhà xảy ra chuyện này, lão thân không thể giữ lý đại nhân và từ phu nhân lại dùng bữa, từ thị đại thắng, nào còn có tâm tình ở chỗ xui rủi này nữa. Lý Hạo Sơ nhìn xung quanh, nhất là phía lạc trần viện, rốt cuộc địa phương đó có gì? Lý Hạo Sơ càng ngứa ngáy tâm can, tần cửu khinh để ý tới tầm mắt Lý Hạo Sơ, nghĩ một hồi là hiểu. Lúc trước tiểu bạch cốt áp chế tiểu quỷ Lý Hạo Sơ dẫn tới, làm ông ta nghĩ nhiều, tưởng lạc trần viện cất giấu linh vật ham linh vật là từ kiếp khó tránh từ trước đến nay của các tu sĩ. Tần Vịnh bị uy áp lý hạo sơ dọa sợ, nói không nên lời, lúc này người ngoài đi rồi, không kìm chế được sự lạnh lẽo trong lòng nữa, cửu nhi bị từ nguyên đức đẩy xuống nước, cửu nhi bị hãm hại, sao mẫu thân có thể tin hung thủ, để bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật, từng câu chất vấn chọc thẳng tâm can tần lão phu nhân, bà ta biết chứ, bà ta bực bội, thậm chí giận lây Tần Vịnh, nếu hỗn trướng này không sinh nhiệt tử, sao lão ra đi sớm như vậy nghĩ đến đây chút áy náy vừa thành hình của tần lão phu nhân biến mất bà ta quát lên đừng hồ nháo nữa tần vịnh giao đứa trẻ cho hứa thị đứng dậy đối diện với bà ta ta hồ nháo lão phu nhân có ý gì chẳng lẽ người trong nhà bị hãm hại khinh nhục chúng ta không phản kháng gã sửa lại xưng hô không gọi bà ta là mẫu thân nữa tần lão phu nhân xanh mặt nhìn chằm chằm tần vịnh lý thiên sư đã nhận định chúng ta có thể làm gì được tần vịnh con của ta cứ như vậy uổng mạng sao tần lão phu nhân cả giận nói ngươi còn muốn như thế nào nữa một hai phải kéo toàn bộ tần gia chôn cùng con trai ngươi đây là lời thật lòng của tần lão phu nhân tần vịnh hoàn toàn chết tâm chút vương vấn cuối cùng cũng biến mất gã đã nhìn rõ lão phu nhân trước mắt tần lão phu nhân chỉ bảo vệ tần gia không phải người tần gia huống hồ trong mắt bà ta một nhà ba người họ còn không phải người tần gia Tần Vịnh cắn răng nói, ta muốn phân ra, tần lão phu nhân không nghĩ tới gã sẽ nói ra lời này, mới sáng sớm bà ta đã ăn bao nhiêu cục tức, lúc này cảm thấy đầu óc quay cuồng, phân ra. Tần gia trăm năm nay chưa bao giờ có tiền lệ này, tần Vịnh nhìn chằm chằm bà ta không chớp mắt, trăm năm này, tần gia cũng chưa bao giờ có tiền lệ để con cháu uổng mạng. Tần lão phu nhân chỉ vào gã, ngươi, ngươi, phản, tôn thì vội tiến lên đỡ tần lão phu nhân, nương, xin người bớt giận, ngũ đệ chỉ nhất thời tức giận, tần lão phu nhân căm ghét, nhất thời tức giận thái độ vô pháp vô thiên này còn giống người sao tần vịnh nhớ lại mấy năm nay để thê nhi chịu ấm ức cuối cùng bùng nổ ta không xứng làm con lão phu nhân xứng làm mẫu thân sao ta không phải con ruột của người nhưng ta cũng là đời sau của tần gia cửu nhi cũng là huyết mạch tần gia người tần lão phu nhân nghe không nổi nữa cảm thấy trước mắt tối sầm đầu óc không tỉnh táo lắm cút ngươi cút cho ta ngươi đừng hòng phân ra, không đời nào tần gia tan rã trong tay ra, ngươi không muốn ở tần gia thì cút ra ngoài cho ta, tần gia không có thứ không tiền đồ như ngươi, tần vịnh cực kỳ bình tĩnh, gã đẹp trời sinh, mắt phượng lúc nào mỉm cười hiền lành, hiện giờ đuôi mắt thẳng băng, môi mỏng mím chặt, nước mắt đọng trên làn da trắng, phản chiếu quyết tâm nghĩa vô phản cố. Được, từ nay về sau tần vịnh ta và tần gia không còn quan hệ, chương 45 tần lão phu nhân không ngờ tần vịnh dám đoạn tuyệt quan hệ với tần gia, tức tới nỗi muốn ngất tại chỗ. Đoạn tuyệt quan hệ và phân gia khác nhau, cũng khác với bị trục xuất khỏi gia môn phân gia phải kiểm kê tài sản trong nhà, dựa theo phòng đầu mà chia đều, tương đương với giải tán, ở thời đại này, phân gia là chuyện thế gia đại tộc có chết cũng không chịu làm, về trục xuất khỏi gia môn, chỉ có những kẻ phạm trọng tội như thông đồng với địch bán nước mới bị khai trừ khỏi từ đường tông tộc, tước bỏ dòng họ. Đoạn tuyệt quan hệ, không có nghi thức đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nếu con hậu đại nhất quyết rời khỏi tông tộc, muốn cắt đứt quan hệ với dòng chính, thậm chí không cần gia sản, không cần danh vọng thì cũng không thể ngăn cản. Lẽ ra tần lão phu nhân nên ngăn cản, tần vịnh rời đi sẽ ảnh hưởng thanh danh của tần gia. Tần cửu tịch không còn, từ ra náo loạn, dù có đóng cửa lớn cũng không thể ngăn được lời xì xào bàn tán. Phòng tần vịnh vốn chịu uất ức, hiện giờ lại đoạn tuyệt quan hệ với tông tộc, xì sầm bên ngoài có thể dìm chết tần ra. Tần lão phu nhân tuổi đã cao, cộng thêm mới sáng sớm bị kích thích, thân thể không chịu nổi, đầu óc hồ đồ, bà ta nổi cơn thịnh nộ, cút, kêu họ cút đi, tôn thị đỡ bà ta, muốn khuyên mà không dám. Tần vịnh bế con lên, dẫn thê tử xoay người rời đi một đường trở về lạc trần viện tần vịnh nước nở nói mấy năm nay ta hồ đồ quá làm liên lụy hai người quả thật gã ở lại tần gia là muốn con trai được đến quốc tử giám đọc sách thuận lợi thi đậu công danh nhưng thực tế sao có chuyện không có suy nghĩ cá nhân gã cảm thấy đây là nhà mình dẫu có bị ghét thế nào thì khi xảy ra chuyện vẫn có thể nương tựa ai ngờ may mà cửu nhi không có việc gì nếu xảy ra chuyện thật gã hối hận chết mất Hứa Thị nói: "Đừng nói nữa, mấy năm nay chàng mới là người khổ nhất, chúng ta đã có thể dọn đi, trải qua cuộc sống của riêng mình." Tần Vịnh nhìn nàng, lại cúi đầu nhìn con trai như say ngủ trong lòng, nhiệt tình chào dâng ừm, dọn ra ngoài, "Ta không sợ khổ, không sợ mệt, ta có thể cho hai người một cuộc sống hạnh phúc." Sau đó gã cười, nhìn về phía Hứa Thị, "Con chúng ta đã trưởng thành, cần gì Tần Vịnh chịu khổ nữa, con họ có tiền đồ hơn gã phụ thân ngốc này nhiều lắm." Hứa Thị hiểu ý gã, cũng cười theo, đường về Lạc Trần viện nhỏ hẹp tựa như rực sáng. Về đến nhà, tiểu bạch cốt nhảy ra khỏi lòng tần cửu khinh nhào tới chỗ hứa thị, mẫu thân có đau mắt không, hứa thị tiếp lấy tiểu cốt nho nhỏ, trong lòng ấm áp, không đau, bạch tiểu cốc ngồi trong lòng bàn tay nàng, nghiêm túc nói, đau thì bảo cha thổi, cả nhà sừng sốt. Bạch tiểu cốc, hoặc là hôn, ui, tần cửu khinh sách tiểu cốt đầu về, đặt trên vai, tiểu bạch cốt níu y phục hắn nói, cửu đại tịch ngươi làm gì vậy? tần cửu khinh rời lực chú ý của y muốn đi dọn cây hải đường không bạch tiểu cốc dựng thẳng xương cốt muốn hứa thì bị lời chưa nói hết của tiểu cốt đầu làm đỏ bừng mặt nhưng nghe thấy họ muốn dọn cây hải đường vẫn hiếu kỳ hỏi có thể dọn cây đi à nếu nói có thứ gì lưu luyến ở tần ra thì chính là kia cây hải đường mà tần vịnh trồng cho nàng khi nàng gà đến đây nó theo nàng gà đến tần ra nhìn nàng sinh cửu nhi cùng cả nhà họ trải qua nhiều năm xương gió hứa thì không nỡ để nó cô đơn ở đây Tiểu Bạch cốt vội nói, có thể chỉ cần đào nó lên là có thể cất vào hạt châu tần vịnh am hiểu cây cỏ, vội nói ta đi hỗ trợ tần Cửu khinh ngăn lại, có lẽ lát nữa sẽ cần đến người, phụ thân ở lại trong phòng đi, tần vịnh ngẫm thấy cũng đúng, bèn không kiên trì nữa. Gã tin con trai, vô cùng tin, đại nhi tử soát ngất trời trước mắt không gì không làm được. Ngoài trừ chuyện quá cầm thú, nam nhân mà ai cũng muốn ức hiếp người mình thích. Xem cốt cách tiểu cốt có lẽ đã tới tuổi, lại không dành thế sự, con trai chỉ nhiều thêm chuyện người lớn cũng hiển nhiên, nhỉ? tần cửu khinh và tiểu bạch cốt đến hậu viện tần vịnh và hứa thì không thu dọn gì nhiều tần vịnh bận rộn trong thư phòng chủ yếu là thu dọn mấy tờ giấy mà tần cửu khinh viết từ trước đến nay vài bức họa gã vẽ cho Thê nhi một ít đồ vật nhỏ gã tự khắc không đáng tiền nhưng đều là kỷ niệm hồi ức của họ mang đến tân gia bày trí đỡ có cảm giác xa lạ chỗ hứa thì không có gì để thu dọn y phục của họ không nhiều lắm số còn lại đa phần là đồ của tần gia nàng không muốn mang đi đương lúc hai phu thê đang thu dọn thì trường tức tần gia tôn thị dẫn nha hoàn đến Nàng ta vừa vào phòng đã thấy hứa thị đang dọn tay nảy, hơi giật mình. Hứa thị kinh ngạc, nàng không ngờ tôn thị tới đây, sao tàu tử tới đây, tôn thị lần đầu tới lạc trần viện, nàng biết đại gia tộc cũng có chỗ đơn sơ, lại không ngờ tần vịnh là thiếu gia tần gia lại ở nơi không bằng người hầu thế này. Tôn thị ngượng ngùng, ta đến xem cửu tịch, hứa thị rũ mắt, nước mắt thấm ướt mi. Tôn thị vội nói, đệ muội nén bi thương, hứa thị lắc đầu, khổ sở đều ở trong mắt, không phải nàng diễn giỏi, chỉ cần nghĩ đến 7-8 năm nay, nghĩ đến tao ngộ hai ngày nay là đã có thể rơi lệ cốt nhục trí thân chết, còn chết không rõ ràng, tôn thị thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác, không biết nên mở miệng khuyên nhủ thế nào. Nàng ta tới lạc trần viện không phải ý của lão thái thái mà là tự nàng ta muốn tới xem. Lúc trước tôn thị không thích hứa thị, dưới góc độ dòng tộc, giáo dưỡng từ nhỏ không cho phép nàng ta chủ động thân cận hứa thị, chẳng qua trơ mắt nhìn việc hôm nay, tôn thị khó tránh khỏi thương tiếc, nàng ta hầu hạ lão phu nhân nghỉ ngơi rồi tới lạc trần viện đệ muội tôn thị nói muội phải khuyên ngũ đệ đừng hành động theo cảm tính bọn muội rời khỏi tần gia thì phải làm gì tiếp theo cây to bóng mát bọn muội đơn độc ra ngoài sẽ chịu khổ hứa thị cùng vị tiểu thư danh môn quý tộc này không thân song nàng có thể cảm giác được tôn thị tới lạc trần viện không có ác ý không phải đến chê cười họ hứa thị ôn thanh nói đa tà tẩu tử quan tâm chỉ là ý ngũ gia đã quyết chàng đi đâu ta theo đó tôn thị chờ một chút nữa đi mấy ngày nữa đại ca muội sẽ trở về quan hệ của chàng ấy và ngũ đệ rất tốt chàng ấy, nói đến đây tôn thị bỗng khựng lại, không nói thêm gì nữa. Hứa thị biết nàng ta chưa nói hết, đại gia đã trở lại thì sao, chuyện đã xảy ra, tần gia không thể trở mặt với từ gia, chuyện cừu tịch chỉ có thể cho qua như vậy, ai về cũng không thể làm chủ cho họ. Thần sắc hứa thị trở nên phai nhạt, nói, mời tàu tử về cho, ở đây không có bánh trái, đệ muội không thể chiêu đãi. Tôn thị muốn nói tiếp, có điều thấy dáng vẻ hứa thị, lại không nên lời. Nói tới nói lui cũng chỉ nói suông, nếu con trai nàng ta uổng mạng như vậy, e là nàng ta Tôn thị thở dài, lấy một túi bạc chuẩn bị sẵn đưa cho Hứa thị, đây là một chút tâm ý, mong đệ muội có thể nhận lấy. Hứa thị nhăn mày, đẩy trở về tâm ý tẩu tử đệ muội xin nhận bạc thì không cần. Tôn thị, đừng hồ đồ, rời khỏi tần gia cũng phải sinh hoạt, bên ngoài chỗ nào cũng cần tiền, hứa thị, tuy ta vụng về, nhưng không đến mức rời khỏi tần phủ là chết đói, xin tẩu tử thu lại, tôn thị nhìn đứa bé đáng thương không có hơi thở kia, nói, coi như ta cho cửu tịch, hứa thị, tôn thị sợ nàng lại đẩy về, đứng dậy nói, đệ muội, sau này nếu có khó khăn gì, cứ sai người thông báo một tiếng, hứa thị không đáp ứng. Tôn Thị thở dài, đứng dậy rời đi, ra khỏi Lạc Trần viện, Đại Nha Hoàn Tôn Thị nói, người cũng mất rồi, nàng ta tức giận như vậy có ích gì, phu nhân có lòng giúp nàng ta, nàng ta cứ như bị xúc phạm. Tôn Thị lắc đầu, đừng nói nữa, Nha Hoàn nói, vẫn là phu nhân thiện tâm. Tôn Thị nhìn tiểu viện nghèo nàn, nhẹ giọng nói, e rằng chi ngũ phòng này sẽ biến mất tại đây, nàng ta không tưởng tượng nổi Tần Vịnh và Hứa thị rời khỏi Tần phủ sẽ ra sao. Bần cùng phu thê bách sự ai sao, hai người tay chói gà không chặt, có thể có ngày lành gì. Sao câu cuối trong bài thơ khiển bi hoài kỳ 2 của Nguyên Chuẩn, ý chỉ hai vợ chồng nghèo trăm chuyện buồn, tôn thị đi rồi, lại có vài bà từ tới. Đều là người trong phòng theo thùa, hứa thị thường giúp đỡ họ, hiện giờ nghe nói nàng phải đi, đua nhau tới khuyên nhủ. Hứa thị không nói nhiều, chỉ nói một câu, ta nghe ngũ ra, các bà tử lúc tới thổn thức, lúc đi càng thổn thức hơn. Con người có số, tần vịnh là mệnh phú quý, lại lưu lạc đến nông nỗi hôm nay. Có thể thấy xuất thân tốt chưa chắc quyết định hết thảy, bản thân vô tích sự thì không sống nổi hứa thì không nhận bạc tôn thị đúng là tôn thị tới đây không có ác ý nhưng họ không cần thương hại kiểu đó khi tần từ rằng co tôn thị không hề hé răng giờ lại đến tặng bạc đơn giản chỉ là muốn đổi lấy một sự an tâm dẫu tần vịnh và hứa thì không xu dính túi bọn họ cũng sẽ không thu lại tiền này số tiền dùng mạng con trai đổi lấy không thể chạm vào hứa thì nhờ bà tử quen biết và có thể tin tưởng chuyển bạc lại cho tôn thị bà tử ngần người khuyên thêm một hồi hứa thị cười cười thần thái kiên định không nói nhiều Bà tử nói một hồi thì chợt hiểu, người đó, hai, vận mệnh quá vô thường. Người tốt như vậy sao lại khổ đến thế, không biết sau này thảm thế nào nữa. Không hề nghi ngờ, đối với hành động rời khỏi Tần gia của Tần Vịnh và Hứa Thị, tất cả mọi người đều không đồng ý. Có người cảm thấy họ ngu xuẩn, có người cảm thấy họ điên rồi. Có người kính nể khí tiết của họ, song vẫn sẽ than trách hai người tuổi trẻ không biết cực khổ là gì. Hai vị thiếu gia tiểu thư chắc chưa biết cuộc sống sau khi rời khỏi Tần gia khổ chừng nào. Tần Vịnh và Hứa Thị không ở qua đêm, thu dọn xong, mỗi người xách một tay nải đi tới cửa chính Tần Phủ. Muốn đi phải đi dứt khoát, muốn cắt đứt phải cắt đứt rõ ràng. Giữa trưa, trên đường phố náo nhiệt của Hoàng An Thành, trước cửa chính rộng lớn của Tần Phủ, Tần Vịnh sốc vạt bào, trịnh trọng quỳ lạy, một quỳ tạ ơn sinh. Người qua đường lập tức vây quanh tò mò. Tuy Tần Vịnh là con thứ, nhưng tướng Mạo rất có danh khí ở Hoàng An Thành, có người liếc một cái là nhận ra, không phải Tần Gia ngũ ra sao. Đó là thê tử gá phải không? đứa bé kia, có người hít một hồi, đứa bé kia là tần cửu tịch, đứa cháu duy nhất của tần gia. Sao nằm ở đó, trông như chết rồi, đang sống sờ sờ tự nhiên chết, xung quanh thì thào bàn tán, tần vịnh lại dập đầu một cái, hai quỷ, tạ ơn dưỡng có người phát hiện, bọn họ rời khỏi tần gia, mất con còn bị trục xuất khỏi gia môn, làm gì trục xuất khỏi gia môn, ngó chừng là chủ động đoạn tuyệt quan hệ với tông tộc, tần ngũ gia vô năng, sao dám rời khỏi tần gia, không chừng bị uất ức gì đó, nghe nói có liên quan đến từ gia, giấy không thể gói được lửa, dẫu từ thị xử lý chu toàn đến đâu, dẫu tần gia không truy cứu, người chứng kiến sự việc lại không ít. Từ gia đến quốc tử giám, sau khi tần cửu tịch rơi xuống nước sốt cao không qua khỏi, từ gia tới tần phủ tranh chấp, sâu chuỗi những việc này lại, làm sao không có nghị luận. Người vây xem càng lúc càng nhiều, lời bàn tán càng lúc càng tiếp cận chân tướng. Tần Vịnh dập đầu lần cuối ba quỳ, vĩnh viễn không gặp. Từ đây Tần Vịnh và Tần Gia Hoàng An không còn quan hệ. Tần Vịnh khẽ hít một hơi, duỗi tay nắm lấy Hứa thị, Hứa thị nhìn về phía gã, ánh mắt ôn nhu kiên định. Tần Vịnh nói, đi thôi, Hứa thị ôn thanh đáp ừm, đi thôi, rời khỏi Tần phủ, rời khỏi nơi đây. Bọn nhỏ đang chờ họ, chương 46 cả nhà rời khỏi Tần phủ nhưng chưa quyết định đi đâu. Tần Vịnh định ở lại Hoàng An thành có điều gã tôn trọng ý thê nhi hứa thì không có ý kiến gì trượng phu và bọn nhỏ ở đâu nàng ở đó tần cửu khinh dẫn phụ mẫu đến thôn trang mà hắn bí mật mua nhiều linh thạch như vậy chút chuyện này không là gì lẽ ra khách điếm thích hợp hơn chỉ là tần vịnh nổi tiếng lại mang theo đứa bé qua đời chẳng có khách điếm nào dám chiêu đãi và lại nhiều người nhiều miệng họ không tiện hành sự Tần Cửu khinh hỏi phụ mẫu, chúng ta rời khỏi Hoàng An thành được không, rời khỏi cố hương luôn làm người ta bất an, nhưng Tần Vịnh hiện giờ là người ủng hộ trung thành của con trai, nhanh chóng gật đầu, được, vì phụ lớn nhường này vẫn chưa ra khỏi Hoàng An thành bao giờ, hứa thị che miệng cười, nương nghe theo hai người, đi đâu cũng được, cả nhà bên nhau, chỗ nào cũng là nhà. Bạch Tiểu Cốc tò mò hỏi, chúng ta đến thập nhị tiên sơn sao, tần cửu khinh, không gấp, Bạch Tiểu Cốc, ừm ừm, y không hỏi, hỏi cũng không biết, ngoại trừ dáng xương cốc, Tiểu Cốt đầu cũng chỉ biết thập nhị tiên sơn trong sách, nơi khác, trong thần thư không đề cập. Tần Vịnh hỏi, khi nào chúng ta lên đường, Tần Cửu Khinh, mấy ngày nữa, chuyện Hoàng An Thành còn chưa xong, Tần Vịnh buồn bực hỏi, Hoàng An Thành còn có chuyện gì ư, cái này Tiểu Bạch Cốt biết, y nói, phải báo thù cho phụ thân, mẫu thân, cửu đại tịch và đại cốt nữa, Tần Vịnh và hứa thị, cái trước thì hiểu, đại cốt là cái quỷ gì, Tiểu Gia Hỏa lớn bằng ngón cái mơ cái gì thế. Cơ mà nhắc tới báo thù, Tần Vịnh và hứa thị vô cùng lo lắng, hứa thị nói, chúng ta sắp sửa đi rồi, đừng để ý những người đó, Tần Vịnh không khỏi lo lắng, song quyền khó địch bốn tay, chúng ta chưa xảy ra chuyện gì, huống hồ người đang làm trời đang nhìn. Tần Cửu khinh biết phụ mẫu lo cho mình, Ôn Thanh nói yên tâm, Nhi Tử biết đúng ngực. Bạch Tiểu cốc nhớ tới Tần Cửu khinh uy phong lẫm liệt ở quỷ giới, ưỡn ngực kiêu ngạo, cha nương đừng sợ, Cửu đại tịch rất lợi hại, hắn có một đại bảo kiếm, chỉ cần hơ như vậy như vậy, nhất định sẽ long trời lở đất. Tần Vịnh và Hứa thị, Lý trí nói với bọn họ rằng Tiểu Cốt đầu đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng người trưởng thành ô ghế không nghe nổi. Tần Cửu khinh khẽ hít một hơi, sách Tiểu Bạch Cốt lên, nói, Nhi Tử đi một chút sẽ về, Tần Vịnh hứa thị, được, được, nghe Tiểu Bạch Cốt nói xong, hai người không còn lo lắng. Đúng vậy, con trai xưa đâu bằng nay, là người có đại bảo kiếm đấy. Hai phu thê nhìn nhau, hai, Bạch Tiểu Cốc rất bất mãn, ta chưa nói xong mà, Tần Cửu khinh đợi ngươi nói xong mới thật là trời long đất lở. Bạch Tiểu Cốc cha nương không phải người ngoài, giới thiệu Thiết Thiên Đại Thần một chút không sao, Tần Cửu Khinh, Thiết Thiên không phải người tốt, Bạch Tiểu Cốc đương nhiên không phải người tốt, Thiết Thiên Đại Thần là kiếm tốt, Tần Cửu Khinh ừm, cũng không đến nỗi. Bạch Tiểu Cốc nghĩ về sau sẽ ở cùng cha nương, không vội nói rõ với họ bèn thu tâm tư, hỏi, chúng ta báo thù như thế nào? Không đợi Tần Cửu Khinh mở miệng, Bạch Tiểu Cốc bỗng nghĩ ta biến lớn xấu xỉu họ. Tần Cửu Khinh cho đầu nhỏ của y, ngươi không xấu. Bạch Tiểu Cốc trong lòng ngọt ngào nhưng y rất tự biết thân biết phận, hôm trước từ nguyên đức đã nhan sắc ta dọa xỉu. Tần cửu khinh, hắn ta bị mù, bạch tiểu cốc, người khác cũng đều sợ cốt, ngoài trừ cha nương, ai cũng sợ y, ngay cả quỷ cũng sợ y, cốt quá đáng thương. Tần Cửu khinh nhìn y, tu sĩ cự môn châu cũng sợ ta, Bạch Tiểu Cốc chớp chớp hòa đồng, tỉnh táo lại, đúng ha, Tần Cửu khinh lại hỏi y, ta xấu sao, Bạch Tiểu Cốc, Tần Cửu tịch rũ mắt nhìn y, ánh hoàng hôn rừng trên sợi tóc đen nhánh của hắn, phản chiếu màu vàng cam ấm áp, hắn nương nhờ ánh sáng lại tựa như chính mình tỏa ánh sáng, ngũ quan tuấn Mỹ và con ngươi thâm thúy như thắp sáng bầu trời đêm. Bạch Tiểu Cốc che mắt, ôi, ngươi biết rõ còn cố hỏi, Tần Cửu khinh cười cười. Lam hỏa của Bạch Tiểu Cốc run rẩy lợi hại, nhỏ giọng nói: "Ta chưa thấy ai đẹp hơn ngươi, xin lỗi Tần Cửu Khinh." Cốt phản một lát, chỉ lát lát thôi. Ý cười trong mắt Tần Cửu Khinh càng sâu, hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng vậy." Bạch Tiểu Cốc không có tim, không hiểu sao y lại cảm thấy lồng ngực mình đập liên hồi. "Không được, không được." Bạch Tiểu Cốc trốn vào trong túi nhỏ, yếu ớt nói, toàn xương đều tê Tần Cửu Khinh, biết rõ là ý trên mặt chữ, nhưng vẫn bị y chọc cười. Từ 15 tuổi đến nay, Tần Cửu Khinh gần như chưa từng nở nụ cười sau khi gặp nhóc xương khô tần cửu khinh ấm lòng vỗ vỗ túi ngoan ngươi không cần làm gì cả nhìn thôi là được bạch tiểu cốc thở phào nhỏ giọng đáp ừm thật ra vừa nãy y đã nói dối y không muốn dọa họ những người này quá xấu xa y sợ họ được rồi cốt không tiền đồ không xứng làm đại cốt hu hu tần cửu khinh không vội đến từ phủ hắn chuẩn bị một vài thứ rồi đợi trời tối người đang làm trời đang nhìn trời ở đâu những gì tần cửu khinh trả đều là quả mà họ gieo từ phủ từ thị vừa về phủ, Từ Nguyên Đức lập tức sắp tới, "Nương, sao rồi? Tần Cửu Tịch kia từ thị khẽ vỗ nó, xem con về sau còn dám không nghe lời không?" Từ Nguyên Đức nịnh nọt, "Về sau không dám nữa." Về sau Đức nhi nghe nương hết từ thị, "Vậy mới là con trai ngoan của nương." Từ Nguyên Đức vội vã muốn biết tình huống Tần gia, liên tục chi hỏi. Từ thị bèn đem mọi chuyện kể cho nó nghe, từ nguyên đức thả lòng, bọn họ tin, từ thị, tất cả đều là tình hình thực tế, không tin cũng phải tin, từ nguyên đức vội nói, đúng vậy, tất cả đều là tình hình thực tế, suýt nữa con đã cứu tần cửu tịch, chính nó cũng tin là thật, đúng vậy, nó có đẩy tần cửu tịch, à, không, rõ ràng là tần cửu tịch không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước, nó còn định cứu nữa. Từ thị thấy nó thả lòng, lại nói, đừng sợ, nương thỉnh lý thiên sư bày diệt hồn trận, hồn phách tần cửu tịch không xuất hiện gây chuyện đâu. Từ Nguyên Đức không nghĩ tới vấn đề này, cả kinh, tần cửu tịch còn có hồn phách. Từ thị, qua thêm mấy canh giờ sẽ không còn, từ nguyên đức thở phào, vẫn là nương nghĩ chu toàn. Tất nhiên, từ thị nhân cơ hội nhắc từ nguyên đức, sau này con phải đến tiên sơn tu hành, không được quên quái lực loạn thần, tà tứ ở đâu ra. Chúng do những oan hồn không chịu tiêu tán tạo ra, từ nguyên đức nghe đến đó, có chút sợ, nương, tu tiên sẽ đụng phải rất nhiều tà tứ sao. Từ thị biết tổng tính con mình, dỗ dành, đụng phải thì sao, đến cảnh giới lợi hại như Lý Thiên Sư còn sợ tà tứ. Từ nguyên đức, nhưng mới vừa vào tiên sơn chắc chắn chịu không nổi, từ thị sao tiên sơn lại có tà tứ chứ? Từ nguyên đức nhớ tới bộ xương trắng trước kia từng gặp, run rẩy cả người, nương, có phải tu vi cao là mỗi ngày đều phải diệt tà tứ? Như kiểu lý thiên sư, từ thị đâu chỉ vậy, đợi con tu thành tiên nhân không chỉ có trường sinh bất lão mà còn thanh xuân vĩnh chú, đến lúc đó, nương còn trông con mang một hai viên thần dược về nữa. Từ Nguyên Đức chỉ khoảng 10 tuổi, trường sinh bất lão hay thanh xuân vĩnh chú không thể đả động nó, nó do dự nói, còn gì nữa. Từ thị nhìn nó, nếu con thành tiên nhân, cha nương cũng hãnh diện, không ai trong Hoàng An thành dám xem thường từ gia chúng ta. Từ nguyên đức nhỏ giọng nói, hiện tại cũng không ai xem thường chúng ta, từ thị nhíu mày, con biết cái gì, từ gia chúng ta căn cơ cạn, hoàng hậu cô cô của con vẫn chưa sinh được hoàng tử, thêm mấy năm, nàng ta nói những điều này, từ nguyên đức không hiểu, cũng không để bụng, nó chỉ nghĩ, nương, con sợ tà tứ, từ thị bực bội, nhưng vẫn cố kiềm nén, dỗ dành, con càng sợ tà tứ càng nên tu tiên, tu tiên sẽ gặp nhiều tà tứ hơn, gặp tà tứ thì phải diệt trừ, con rất sợ tà tứ, đứa nhỏ này, từ nguyên đức càng nghĩ càng sợ, càng sợ càng không muốn đi tu tiên. Bộ dáng này dừng trong mắt từ thị, nàng ta nghẹn muốn chết, con không muốn đi tu tiên, chẳng lẽ muốn để tần cửu tịch đi, nhắc tới tần cửu tịch từ nguyên đức thoát tim. Từ thị nói, con ở học đường mọi thứ không bằng tần cửu tịch, nương cũng không gian dạy con, chẳng lẽ mỗi chuyện tu tiên con cũng muốn thua nó, từ nguyên đức tần cửu tịch đã, từ thị, nếu nó còn sống thì đã bị đón đi thập nhị tiên sơn từ lâu, sắc mặt từ nguyên đức trắng bạch. Từ thị kéo nó vào lòng, dịu giọng dỗ dành, đức nhi ngoan, tiên duyên không thể so với công danh lợi lộc thế tục, nếu con có thể thành tiên nhân, đời này của nương không còn gì đáng tiếc, nghe lời, nương không hại con, tất cả đều vì muốn tốt cho con, từ nguyên đức thấy không ổn, nương, tà tứ, từ thị, tà tứ có gì sợ, con xem lý thiên sư búng tay một cái là có thể diệt trừ, từ nguyên đức không nói rõ, nó sợ tà tứ, sợ những thứ không phải người, song nó có nói gì, mẫu thân cũng đều không hiểu. Tu tiên, tu tiên, không có tần cửu tịch tranh với nó, nó không muốn tu tiên chút nào. Từ thị dỗ từ nguyên đức ngủ, lúc này mới trở về nhà chính. Ma ma hầu nàng ta rửa mặt từ thị bực bội nói, đức nhi quá nhát gan, ma ma nói, phu nhân đừng hoảng, thiếu gia tuổi nhỏ, thêm mấy năm thì tốt rồi, từ thị nhìn chiếc giường lạnh lẽo, càng thêm phiền muộn, ta chỉ có một đứa con trai như nó, hoảng có thể có ích gì, từ nguyên đức ngủ không yên giấc. Trong mộng của nó đều là bộ xương khô, xếp chồng thành núi, đứng trước giường nhìn chăm chằm nó. Từ nguyên đức, một âm thanh quen thuộc dùng giận vang lên bên tai nó. Từ Nguyên Đức mở bừng mắt ai là ai, nó vốn nằm ác mộng, sau khi tỉnh lại đầu đầy mồ hôi, trùng chăn nép sát góc giường. Tần Cửu khinh quay lại thân thể 7 tuổi, mặc một bộ bạch y to rộng, lẳng lặng đứng trong góc nhìn Từ Nguyên Đức, tại sao ngươi đẩy ta xuống hồ băng? Từ Nguyên Đức thấy rõ bóng người màu trắng, lập tức thét chói tai, Tần Cửu Tịch, Tần Cửu Tịch, sao ngươi ở đây? Ngươi đã chết, Tần Cửu Khinh, nhờ ơn ngươi, đúng là ta đã chết một câu nói nhẹ nhàng làm Từ Nguyên Đức điếng người, ngươi, ngươi không phải ngươi hồn phi phách tán rồi sao? Ngươi ngươi không có khả năng, Tần Cửu Khinh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tàng hình biến mất. Tiểu Bạch cốt treo mình trên sâu cốt liên, y và Tần Cửu Khinh truyền âm mật với nhau, như vậy là xong, Tần Cửu Khinh, không, chỉ vừa mới bắt đầu, chương 47 từ Nguyên Đức liên tục thét chói tay, nhà hoàn gác đêm bên ngoài bừng tỉnh, vội vàng tiến vào, thiếu ra, người làm sao vậy, sắc mặt từ Nguyên Đức trắng bệch, ánh mắt dại ra, nhìn chằm chằm nơi Tần Cửu Tịch biến mất. Biến mất, biến mất trong không khí, quỷ, Tần Cửu Tịch biến thành quỷ đòi mạng nó. Nha Hoàn thấy đầu nó toàn mồ hôi, tưởng nó thấy ác mộng, bèn cầm khăn nóng tới, thiếu gia đừng sợ, không có việc gì, là mộng thôi. Nàng đang định lau mồ hôi cho nó, ai ngờ vừa tới gần, từ nguyên đức nhảy cẫng lên, tát nàng một cái, cút. Cút đi, ta muốn nương, ta muốn nương ta, tiểu nha hoàn cũng chừng 12-13, khuôn mặt trắng nõn đỏ au, nhưng nàng không dám hé mi, chỉ ôn nhu dỗ, phu nhân đã nghỉ ngơi, thiếu ra, từ nguyên đức đá nàng một cái thật mạnh, ngươi là cái thá gì, cút ngay. Đừng nhìn từ nguyên đức còn nhỏ tuổi mà lầm, nó rất khỏe, đá một cái, bụng tiểu nha hoàn lập tức xanh tím, nàng đau đến môi răng run rẩy thiếu ra, từ nguyên đức thét chói tay, nương ta muốn nương ta, nói rồi, nó quấn chăn xuống giường lao ra ngoài tiểu nha hoàn không ngăn được từ nguyên đức chạy đến cửa thấy sắc trời tối thui lại thấy thân ảnh màu trắng đứng trên nhánh cây càng sợ hơn nương nương nó chạy như điên đến nhà chính từ thị mới vừa ngủ không bao lâu hôm nay nàng rất mệt muốn nghỉ ngơi một lát ai ngờ vừa chợp mắt thì nghe thấy tiếng hét của từ nguyên đức Ma ma vội vàng khoác áo ngoài cho nàng, từ thị ngồi dậy, là Đức Nhi, nàng đứng dậy xuống giường, từ nguyên đức đi chân trần, quấn chăn bông, tóc tai tán loạn nhào tới, nương, tần cửu tịch chưa chết, không, là hồn tần cửu tịch không tan, nó tới tìm con đòi mạng, la lớn như vậy bộ sợ người ngoài không biết sao. Từ thị bực bội, liếc ma ma một cái, ma ma vội đi kiểm tra người hầu đêm nay, đề phòng có người hồ ngôn loạn ngữ. Từ thị nén giận, tỏ vẻ ôn nhu, được rồi được rồi, ác mộng sao. Từ nguyên đức lắc đầu quầy quầy, không phải, không phải mộng, con trai thật sự nhìn thấy nó. Nó còn hỏi sao con lại đẩy nó xuống hồ băng Nương, hồn phách tần cửu tịch vẫn còn Nó biến thành, biến thành tà tứ Nói xong, trong đầu từ nguyên đức trong hiện lên bộ xương khô Cả người run lên, sợ mất mật Từ thị cố dỗ dành nó Đừng coi mộng là thật Tần cửu tịch đã sớm hồn phi phách tán Sao có thể biến thành tà tứ Từ nguyên đức con thật sự đã thấy Nó ở trong phòng con, mặc một bộ tăng phục cổ tay Cổ tay còn có một sâu đầu lâu Càng nghĩ càng sợ, từ nguyên đức run lợi hại hơn từ thị bắt đầu thấy không chịu đựng được nữa, lạnh giọng nói, đừng nói bậy bạ, tất cả đều là con nằm mộng, Lý Hạo Sơ đã diệt trừ hồn phách tần cửu tịch, làm sao có quỷ chứ, hơn nữa, cho dù hồn phách tần cửu tịch vẫn còn thì cũng không thể trở thành tà tứ nhanh như vậy. Sao đứa nhỏ Đức Nhi này nhát gan quá vậy, từ nguyên Đức kinh ngạc nhìn từ thị, nương người mắng con, từ thị cứ người. Từ nguyên đức ẩm ý, người vốn không tiêu diệt hồn phách tần cửu tịch, người vốn không xử lý tốt, người gạt con, người con quát con, con muốn đi tìm tổ mẫu, con muốn tổ mẫu, tổ mẫu, tổ mẫu, tổ mẫu. Nghe thấy Từ Nguyên Đức nhắc đến chữ này, Từ Thị như bị châm dầu vào lửa, tìm tổ mẫu ngươi làm gì, ta mới là nương ngươi, dứt lời nàng giơ tay tát Từ Nguyên Đức một cái. Một tiếng tát vang dội khiến hai mẫu tử ngơ ngác. Sau một lúc lâu Từ Nguyên Đức mới lấy lại tinh thần, khó tin nhìn nàng ta, bà đánh ta, Từ Thị nghĩ đến vị bà bà quyền uy kia, căng thẳng nói, Đức nhi, nương không cố ý, Từ Nguyên Đức điên hơn, vậy mà bà dám đánh ta. Ta muốn tìm tổ mẫu, ta muốn nói tổ mẫu biết bà dám đánh ta. Từ Thị hít một hơi, túm chặt cánh tay nó, đã chế thế này Tổ mẫu đã nghỉ ngơi, con náo loạn như vậy, tổ mẫu sẽ tức giận. Từ nguyên đức, tổ mẫu sẽ không giận ta, tổ mẫu thương ta nhất. Từ nguyên đức cảm thấy nghẹn khuất, cả giận, vẫn là tổ mẫu đối xử với ta tốt nhất, ta muốn tổ mẫu, ta không cần bà. Lời này như cây gai đâm vào lòng từ thị đang cố nén giận, nàng ta trầm giọng nói, đêm nay con đừng hòng đi đâu. Từ nguyên đức mở to mắt. Từ thị nhìn chằm chằm nha hoàn hầu hạ bên cạnh, coi chừng kỹ vào, không cho thiếu gia rời khỏi cái nhà này, bọn nha hoàn vội vàng đáp ứng, dạ vâng, từ nguyên đức the thế nói, bà thả ta ra, ta muốn gặp tổ mẫu, ta, dầm, từ thị đóng cửa ra khỏi phòng rồi khóa lại. Bạch tiểu cốc chứng kiến cảnh này run bần bật tứ chi ôm cốt liên, run rẩy nói, mẫu thân này giữ quá, tần cửu khinh biết y sợ hãi, cởi lắc tay ra, nhóc xương khô vội vàng đổi sang ôm ngón tay hắn, tần cửu khinh sờ đầu tiểu bạch cốt, chấn an tiểu gia hỏa người đời đều nói từ thị yêu con đặt từ nguyên đức trên đầu quả tim nhưng nàng ta thật sự không hề yêu nó tình yêu chân chính không phải dùng làm lợi thế cho mình không phải áp đặt kỳ vọng của mình lên người con càng không phải chất vinh hoa phú quý đến trước mặt con lại không chịu hiểu con từ nguyên đức sợ tà tứ từ thị không biết đứa trẻ 10 tuổi sợ hãi quái lực loạn thần người lớn không bình tĩnh cảm nhận sẽ không thể đồng cảm từ thị một mặt dung túng từ nguyên đức càn quấy đối với nỗi lòng thật sự của từ nguyên đức lại coi như không thấy Loại yêu này còn nguy hiểm hơn không yêu tần cửu khinh lần thứ hai hiện thân, nhìn thẳng về phía từ Nguyên Đức. Từ Nguyên Đức vừa mới cãi nhau với mẫu thân, tạm thời quên sợ hãi, lúc này lại nhìn thấy thân ảnh màu trắng, run lẩy bẩy, thét chói tay, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, tần cửu khinh đi về phía nó. Ánh trăng soi sáng mái tóc ướt át và uốn lượn như bị ngâm nước lạnh. Khuôn mặt vốn trắng như sứ, đứng ở gốc tối càng thêm lạnh lẽo tay áo trắng lộ ra cổ tay như tuyết, trên cổ tay đeo một sâu cốt liên, điểm tô màu da, từng ngón tay thon dài trên cốt liên rũ xuống mờ u bàn tay, sắc bén như lưỡi dao, có thể nhẹ nhàng cắt đứt yết hầu người khác. Từ nguyên đức sợ điên người, ta không có giết ngươi, tần cửu tịch ta không có, tần cửu khinh dí sát vào nó, dùng âm thanh chỉ có mình nó nghe thấy, người biết nước trong hồ lạnh cỡ nào không, sau đó hắn chạm vào mờ u bàn tay từ nguyên đức, đầu ngón tay lạnh như hàn băng. Từ Nguyên Đức thét chói tay, nha hoàn đứng bên ngoài nhanh chóng vọt vào, thiếu gia, Từ Nguyên Đức chỉ vào góc giường, nó ở kia, nó ở đằng kia, có thấy không, nó ở đằng kia, bọn nha hoàn giáo giác nhìn qua, góc giường chỉ có rèm giường nặng nề, nào có bóng ai. Tần Cửu khinh lặng yên đứng ở nơi đó, trầm mặc nhìn Từ Nguyên Đức. Từ Nguyên Đức kêu to, tần cửu tịch, tần cửu tịch ở đằng kia kìa, các ngươi mù hả, bọn nha hoàn cười khổ, thiếu ra, nơi đó không có ai, lời này càng làm từ Nguyên Đức sợ hơn, nó tay đấm chân đá nha hoàn tới gần, một hồi kêu muốn tổ mẫu, một hồi kêu muốn mẫu thân, nước mắt nước mũi tèm lem, kêu đến mức khàn giọng. Bọn nha hoàn không biết làm sao, chỉ đành cố gắng dỗ dành, cố gắng để nó không đụng vào vật cứng. Tuy từ thị nhốt nó ở đây, nhưng nếu từ Nguyên Đức bị va đập đâu đó, các nàng sẽ bị phạt. Từ thị nhốt từ Nguyên Đức suốt một đêm, từ Nguyên Đức khóc lóc ẩm ý suốt một đêm tất nhiên tần cửu khinh không ở trong phòng suốt hắn chỉ thỉnh thoảng nhân lúc từ nguyên đức kiệt sức tiến vào nói một câu với nó không phải chuyện đáng sợ gì chỉ nói về cảm thụ rơi xuống hồ băng mà thôi thời gian còn lại tần cửu khinh dẫn tiểu bạch cốt lên nóc nhà ngắm sao tiểu bạch cốt bị sao trời đoạt đi lực chú ý hứng thú rào rạt hỏi tới hỏi lui tần cửu khinh từng xem qua không ít thư tịch liên quan kể cho y nghe một chút tiểu bạch cốt nghe đến nỗi hỏa đồng lập lè cửu đại tịch ngươi biết nhiều thật đó tần cửu khinh chỉ là chút bằng môn tả đạo tiểu bạch cốt ta chưa nghe bao giờ trong thần thư không viết cái này tần cửu khinh nếu ngươi thích về sau ta sẽ kể cho ngươi nghe bạch tiểu cốc hạnh phúc nói được tần cửu khinh ở lại hoàng an thành không chỉ muốn cho từ gia lãnh hậu quả mà còn muốn thu thập lý hạo sơ từ gia thì dễ lý hạo sơ thì cần phải tăng cảnh giới lên cao chút nữa Vạn Linh Căn có đất dụng võ ngay lúc này, vì sao nhiều người đổ xô đi tìm tư chất tốt như thế, vì sao Tần Cửu Khinh vừa vào tiên sơn liền nhất minh kinh nhân. Bởi vì thể chất của hắn tu hành cực nhanh, linh khí Hoàng An Thành không đủ, lẽ ra rất bất lợi đối với tu hành. Tu sĩ ở thập nhị tiên sơn bình thường phải mất 3 năm nhập luyện khí, 10 năm nhập trúc cơ, nhưng ở thế tục con số này không chỉ gấp 10 lần, tu sĩ tu hành ở thế tục 30 năm nhập luyện khí, 100 năm nhập trúc cơ đã không tồi tất cả là do nồng độ linh khí, linh khí thập nhị tiên sơn giống như biển, người tu hành ngâm trong đó, làm ít ăn nhiều, ở thế tục lại như sa mạc, người tu hành không thể múc được linh khí, nói gì tu hành. Tần cửu khinh không giống vậy, vạn linh căn quảng nạp bách xuyên, dẫu ở sa mạc cũng có thể phát hiện ốc đảo. Tần cửu khinh ở Hoàng An Thành cũng có thể dùng 3 ngày nhập luyện khí. Vạn linh căn vốn ngộ tính cao hơn người khác là sự tồn tại bá đạo. Đương nhiên dù nhập luyện khí, tần cửu khinh không cần thiết thiên cũng không thể giết chết lý hạo sơ tầng 4 chúc cơ được nhưng cũng đủ làm ông ta lòng tham không đáy gieo gió gặt bão tần cửu khinh hỏi bạch tiểu cốc có muốn thử tu hành không lời này lọt vào lỗ tai tiểu cốt đầu không khác gì tán tỉnh y uốn éo nói không tốt lắm đâu rõ ràng y đã có chủ cửu đại tịch cứ dụ dỗ y ai chịu nỗi chứ tần cửu khinh tinh ý nhận ra y không thích hợp bạch tiểu cốc thẹn thùng song tu song tu tốt xấu cũng phải tìm cho y thân thể trước đã tần cửu khinh hiểu ra nghĩ gì vậy hắn ấn đầu nhỏ của y Bạch Tiểu Cốc chừng hắn, là ngươi nói trước, Tần Cửu Khinh sửa đúng, ta nói chính là tu hành, Bạch Tiểu Cốc lý lẽ nói, đúng vậy, ngươi tu ta tu, không phải là ngươi cùng ta song tu, Tần Cửu Khinh, mỗi chữ Bạch Tiểu Cốc nói đều đúng, nhưng ghép lại lại chật lất cố tình hắn không thể giải thích với tiểu Bạch Cốt. Không giải thích được, có thể đổi cách nói khác, ta nói là dạy ngươi pháp môn tu hành của tinh quái, Bạch Tiểu Cốc sớm nói vậy đi, làm Cốt hiểu lầm làm gì, thật là còn tưởng Cửu Đại Tịch có cách song tu cùng y. Chương 48: Tinh quái tu hành không giống như con người ngộ tính con người cao hơn tinh quái nhưng thể chất kém hơn nhiều thân thể phàm thai cần phải rèn luyện bình thường trước khi luyện khí cần phải luyện thể luyện thể là rèn luyện thân thể không chỉ cường thân kiện thể như ở thế tục mà còn phải đà tọa minh tưởng ngộ linh căn từ máu thịt linh căn không có hình dạng cụ thể nó không phải kinh mạch không phải nội tạng cũng không phải da thịt mà ẩn bên trong thân thể bám vào nơi huyền diệu của linh hồn ngộ được linh căn sẽ ngộ được bảy hồn sáu phách của mình Bảy hồn sáu phách không thể nhìn thấy, linh căn cũng như thế, chỉ có minh tưởng tới cảnh giới nhất định mới có thể nội quan, dựa vào nội quan mới có thể nhìn thấy linh căn. Chỉ thấy thôi chưa đủ, còn phải trải chuốt từng chút một tìm ra vị trí ngọn nguồn, dùng nó hấp thu thiên địa linh khí rồi sử dụng. Có thể nhìn thấy linh căn mới coi như là luyện thể đại thành, sau đó mới có thể nhập luyện khí. Tần Cửu Khinh quay trở lại, đối với những thứ này đã sớm quen thuộc, hắn nhắm mắt đã nhập định, nhập định rồi nội quan, chỉ trong chớp mắt đã thăm dò xong linh căn, thật ra khi hắn 7 tuổi cũng chỉ luyện thể nhập khí trong một ngày. Lý do cần một ngày là vì hắn không đà tọa minh tưởng. Minh tưởng nội quan đối với tu sĩ là công khóa nhập môn bắt buộc cơ bản nhất, đối với người ở thế tục thì lại có chút khó khăn. Càng muốn giải phóng linh thức càng miên man suy nghĩ, càng muốn tập trung hô hấp càng không thể tập trung. Muốn nắm lấy lại nắm hụt, hụt thì khó nhập, nhưng Tần Cửu Khinh là thiên phú dị bẩm, đứa trẻ tầm thường có lẽ phải đà tọa mấy tháng mới có thể lĩnh ngộ, hắn tĩnh tọa một ngày là nắm được, đúng là hiếm thấy. Mà ưu thế của Vạn Linh căn là chỉ cần nội quan là có thể tìm thấy ngọn nguồn. Cái gọi là Vạn Linh căn chính là ý trên mặt chữ, vạn sợi linh căn vây quanh hồn hải. Đâu đâu cũng là linh căn, đâu đâu cũng ngọn nguồn, đâu đâu cũng có thể nạp khí hắn không cần phải nạp khí ở một nơi nhất định nào đó như các tu sĩ khác đa số thiên địa linh khí sẽ rót vào giữa chán lòng bàn tay rồi truyền khắp toàn thân biến nó thành của mình toàn thân trên dưới tần cửu khinh ngay cả tóc tai cũng có thể nạp thiên địa linh khí đây là tranh lệch của vạn linh căn và tư chất bình thường cũng là nguyên nhân hắn có thể tu hành ở nơi cạn kiệt linh khí như hoàng an thành vạn sợi linh căn vạn ngọn nguồn hơn nữa nhạy bén không gì sánh kịp chỉ cần trong thiên địa có linh khí đều có thể hấp thu thế nên tốc độ tu hành của hắn nhanh khủng khiếp Đương nhiên có mau thế nào cũng phải nội quan minh tưởng mới có thể cảm nhận linh khí. Minh tưởng không thể chơi cùng nhóc xương khô tần cửu khinh sợ tiểu gia hỏa nhàm chán nên muốn thử dạy y phương pháp tu hành. Con đường tinh quái và người không giống nhau nhưng cũng không khác mấy. Tần cửu khinh vừa lúc biết bí pháp tu hành của hồ tộc bèn thử dạy cho nhóc xương khô. Tần cửu khinh nhắm mắt ngồi xếp bằng, bạch tiểu cốc biến lớn, ngồi bên cạnh hắn, cố gắng ngồi xếp bằng, như vậy sao, bộ xương nhỏ nhỏ gầy gầy, lại trắng sáng, cố gắng ngồi ngay ngắn dưới ánh trăng càng đáng yêu hơn tần cửu khinh cười ừm bạch tiểu cốc tắt hòa đồng nhắm mắt lại tần cửu khinh nói cho y biết khẩu quyết thẩm niệm trong lòng là có thể bạch tiểu cốc nghe tới choáng váng à à tần cửu khinh nhớ khẩu quyết chưa bạch tiểu cốc thuật lại tần cửu khinh đúng rồi bạch tiểu cốc bắt đầu nhắm mắt thử giữa thiên địa lục khí biện du vô tận bạch tiểu cốc đọc khoảng mười mấy lần Tần Cửu Khinh nhìn y, trong cơ thể có linh khí sao động, Bạch Tiểu Cốc mở hỏa đồng, đáng thương nói, không có Tần Cửu Khinh, không vội thử lại, Bạch Tiểu Cốc vực dậy tinh thần, được một người một cốt nỗ lực hơn nửa đêm, cũng không ra một nửa linh khí. Bạch Tiểu Cốc khóc, khó quá, Tần Cửu Khinh xoa đầu y, có lẽ công pháp này không thích hợp với ngươi, Bạch Tiểu Cốc đáng thương nhìn hắn, ta mệt, có thể nghỉ ngơi không, Tần Cửu Khinh mở túi ra, vào đây đi, Bạch Tiểu Cốc lập tức thu nhỏ nhảy vào, ngoan ngoãn nằm yên, trong lòng vô cùng cảm khái, quá khó, tu một mình quá khó, không muốn cố gắng, muốn xong tu. Sâm tu chân nhân quả nhiên không lừa cốt, tinh quái muốn tu hành, song tu là tốt nhất. Không bao lâu sau, tiểu cốt đầu ngủ mất tu một mình gì đó còn không bằng ngủ. Cốt lười chảy thây đã nghĩ như thế, tần cửu khinh cũng không miễn cưỡng y, dù sao pháp môn này cũng là của hồ tộc, tiểu cốt đầu muốn tu hành nên tìm con đường riêng dành cho cốt tinh. Cốt tinh, ngoại trừ tiểu cốt đầu, tần cửu khinh chưa thấy con nào khác. Từ từ tới, thập nhị tiên sơn lớn như vậy, chắc chắn sẽ có công khóa thích hợp thôi. Nếu Tần Cửu Khinh biết tư tưởng lười nhát của Bạch Tiểu Cốc, e rằng sẽ sách y lên, bắt đọc thêm 30 lần. Song tu, song tu với ai, Tiểu Cốt tí hon không làm việc đàng hoàng. Nếu Tiểu Bạch Cốt đã ngủ, Tần Cửu Khinh cũng không sợ y chán nữa, hắn nhắm mắt minh tưởng, dẫn khí nhập thể, rất nhanh đã vào luyện khí kỳ. Mỗi cảnh giới tu hành đều có 9 tầng và một viên mãn. Thế nên tầng 1 tầng 2 đều có tiêu chuẩn cụ thể, tiêu chuẩn luyện khí kỳ là độ hấp thu linh khí thuần thục càng thuần thục thì tốc độ càng nhanh, tốc độ đạt tới một điểm nhất định mới có thể mở nội phủ. Có nội phủ mới gọi là trúc cơ, tần cửu khinh đà tọa hai canh giờ, từ tầng 1 luyện khí vọt tới tầng 9 luyện khí. Đến tầng 9 bị kẹt lại, không phải vấn đề của tần cửu khinh, mà là linh khí tự do ở Hoàng An thành đều bị hắn hấp thu, trong khoảng thời gian ngắn không còn nữa. Tầng 9 luyện khí đã đủ dùng, có thể thi triển một ít pháp thuật nhỏ, ít nhất có thể nhẹ nhàng thả từ nguyên đức ra từ phủ cách hừng đông còn một khoảng thời gian tần cửu khinh thăm hỏi từ nguyên đức một câu rồi trở lại nóc nhà tiếp tục tu luyện không thể hấp thu linh khí tầm mắt hắn rơi xuống cốt liên trên cổ tay dưới ánh trăng mông lung cốt liên bóng nhuận tựa như hấp thu ánh sáng ánh sáng lạnh lẽo mỏng manh hòa vào cổ tay hắn yếu ớt lại ẩn chứa khí lực kinh khủng tần cửu khinh nhẹ nhàng vỗ về cốt liên thử đem linh khí tự do trong cơ thể rót vào cốt liên Ưm, tiểu bạch cốt đang ngủ mơ màng nói, ngứa quá, tần cửu khinh, bạch tiểu cốc và cốt liên tương thông, linh khí của hắn đã kích thích tới y. Tần cửu khinh thử thêm một tia, bạch tiểu cốc quơ quơ trong túi, đừng mà đừng mà, cửu đại tịch ngứa tần cửu khinh thu linh khí. Bạch tiểu cốc yên tĩnh, chuyện này, tần cửu khinh không rõ chuyện này như thế nào, nhưng tiểu bạch cốt đang ngủ, tiếp tục thử, y sẽ ẩm ý. Cứ như vậy đi, chờ xử lý xong chuyện ở Hoàng An Thành, hắn có rất nhiều thời gian nghiên cứu. Ngày hôm sau, sáng sớm, Từ Thị hỏi tình huống Từ Nguyên Đức, biết nó khóc lóc ầm ĩ cả đêm, bực bội hơn. Không thể thả nó ra, nếu nó náo loạn tới chỗ lão thái thái sẽ phiền phức lắm. Từ Thị vẫn không yên tâm, cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, hay hồn phách tần cửu tịch thật sự chưa tan. Nàng ta ngồi trước gương trang điểm, để thiệp cho Lý Phủ, nàng ta muốn đi hỏi Lý Hạo Sơ một chút. Lý Hạo Sơ nghe xong mục đích đến của Từ Thị, không đồng tình, chấn an quý phủ công tử cho tốt, dù sao người cũng đã chết. Từ thị hỏi, hồn phách tần cửu tịch thật sự, Lý Hạo sơ cười lạnh, diệt hồn trận bá đạo nhất, chỉ cần hồn vào trận, đại la kim tiên cũng cứu không được. Từ thị khẽ thở phào, vậy thì tốt, Lý Hạo sơ suy nghĩ, nói, từ công tử còn nhỏ, từ phu nhân nên chấn an nhiều hơn, nếu thật sự liên tục mơ thấy ác mộng thì hãy dùng dược này. Từ thị đại hỷ, đa tạ lý đại nhân, lý hạo sơ dặn dò, dược tính rất mạnh, dùng xong phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng, từ thị nói, chỉ cần nó có thể ngủ một giấc, có ai dám quấy rầy nó, lý hạo sơ cũng cảm thấy như thế, lại nói, nhớ kỹ, trong 7 ngày chỉ được dùng một viên, từ thị liên tục đồng ý, cầm bình dược trở về từ phủ. Từ nguyên đức cả đêm không ngủ, lúc này tinh thần đã đến cực hạn, thấy từ thị, ánh mắt vừa kinh sợ vừa cầu xin. Từ thị thấy nó như vậy, đau lòng vô cùng, vội đỡ lấy, Đức Nhi ngoan, nương đi gặp Lý Thiên Sư, ông ta nói hồn phách tần cửu tịch đã tiêu tan từ lâu, con yên tâm đi, ăn dược rồi ngủ một giấc. Đáy mắt từ nguyên đức đen xì, trong mắt toàn là tơ máu, khàn giọng hỏi, thật, thật sự tan, từ thị, hồn phi phách tán, từ nguyên đức, nương, nương, con, từ thị tự mình bưng nước tới, con ngoan, ăn dược đi, từ nguyên đức hiếm khi ngoan ngoãn ăn dược, chỉ lát sau nó đã ngủ say, bấy giờ từ thị mới cảm thấy nhẹ nhõm. Vẫn nên để con trai đi tu hành, một bình dược bình thường mà đã kỳ diệu như vậy. Nếu từ nguyên đức chỉ nằm ác mộng, quả thật dược này rất có công hiệu. Dùng một chút có thể trợ miên, ngủ một giấc sẽ khỏe lên. Nhưng, từ nguyên đức vốn không phải bị mộng ám, nó ngủ chừng một canh giờ, bị tần cửu khinh gọi tên, lập tức mở mắt ra. Tần cửu khinh rũ mắt nhìn nó, từ nguyên đức sợ tới mức liên tục lùi lại. Tần cửu khinh, từ nguyên đức, sao ngươi lại đẩy ta xuống hồ băng, từ nguyên đức, ta, ta không có, tần cửu khinh dùng thủ thuật làm mặt mình xanh trắng, cánh môi xanh tím, đôi mắt trắng bạc như băng mỏng trên mặt hồ đây tuyệt đối không phải mặt người, dùng rợn như thủy yêu bò trong hồ ra. Từ Nguyên Đức cực kỳ sợ tà tứ, nhìn thấy dáng vẻ này gần như muốn ngất xỉu. Tần Cửu Khinh làm sao để nó ngất xỉu, đầu ngón tay chạm lên cổ nó, hơi lạnh truyền khắp toàn thân Từ Nguyên Đức, làm nó run rẩy như rơi xuống hầm băng. "Đừng giết ta, đừng giết ta." Từ Nguyên Đức gần như muốn phát điên. Tần Cửu Khinh dí sát vào nó, giọng điệu lạnh lạnh, "Ngươi giết người, không đền mạng sao?" Từ Nguyên Đức ta không có, đầu ngón tay Tần Cửu Khinh đâm vào da thịt nó, từ nguyên đức thét chói tay, nhưng động tĩnh lớn như vậy, nha hoàn bên ngoài lại không nghe thấy gì. Đầu ngón tay trắng lạnh của tần cửu khinh dính máu càng quỷ mị, hắn nhẹ giọng nói, từ nguyên đức, ngươi giết ta, lại hại cha nương ta không nhà để về, còn khiến cả nhà ta đeo ô danh, sao ta cam tâm. Từ nguyên đức trận to mắt, không phải ta, không phải ta làm cha nương ngươi không nhà để về, không phải ta làm tần gia đeo ô danh, tần cửu khinh, đó là ai. Từ nguyên đức, nương ta, là nương ta, tần cửu khinh, nương ngươi cũng là vì ngươi. Từ Nguyên Đức ngơ ngẩn, sau một lúc lâu nó thét to: "Không phải vì ta, bà ta chỉ biết quản ta, chỉ biết bắt ta dành sĩ diện cho bà ta, còn ép ta đi tu hành là bà ta, đều là bà ta bức ta." Tần Cửu Khinh Bình thản hỏi: "Không phải lỗi của ngươi?" Từ Nguyên Đức run run: "Không phải, không phải ta sai, là nương ta." Tần Cửu Khinh ngắt lời nó: "Ngươi đến Tần phủ quỳ gối trước cửa nói rõ sự tình, nếu thật sự không phải lỗi của ngươi, ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa." Từ Nguyên Đức giải ra. Tần Cửu khinh biến mất trong không khí, ta chờ ngươi ở Tần phủ, chương 49 dưới tình huống bình thường, Từ Nguyên Đức không tài nào ra khỏi Từ phủ được, nhưng có Tần Cửu khinh ở đây, nó có thể nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bị khóa chặt ra, người hầu không thấy nó ra khỏi phòng, tất nhiên không thể ngăn lại, nó loạn choạng đi trên đường cái Hoàng Anh thành rồi dừng trước cửa chính Tần gia. Mặt trời lên cao, trên đường cái náo nhiệt, có người nhìn thấy Từ Nguyên Đức ngạc nhiên xôn xao. Đây không phải tiểu công tử từ ra sao, vị công tử hoành hành ngang ngược. Thấy nó ở đây không bất ngờ, bất ngờ là nó ra ngoài một mình mà không có người hầu môn khách tiền hô hậu ủng. Mặt trời mọc hướng tây, sao công tử đi vội vàng thế? Người qua đường kinh ngạc, không khỏi liên tục ngoái nhìn, từ nguyên đức lâu không thấy ánh mặt trời, hai mắt đau đớn, bước đi lộn xộn. Nó hai ngày hai đêm không ngủ, tinh thần đã đến cực hạn, đừng nói là nó, cho dù người trưởng thành cũng không chịu nổi tra tấn cỡ đó. Sợ hãi vì giết người, sợ hãi vì ta tứ quấn thân. Mệt mỏi vì không ngủ được, hơn nữa có lời tần cửu khinh dẫn dắt sao nó chịu nổi? Đến cửa trước Tần phủ, nó quỳ phịch xuống đất, động tác này quá gây chú ý, người đang đi đường lập tức dừng chân nhìn. Tần Cửu khinh tùy tiện vứt một thuật che mắt lên người qua đường. Từ Nguyên Đức vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Cửu tịch vô số Tần Cửu tịch. Khắp nơi đều là Tần Cửu tịch, xung quanh đều là Tần Cửu tịch, Từ Nguyên Đức thét chói tai, không chịu nổi khủng bố như thế, lớn tiếng nói, "Xin lỗi, xin lỗi Tần Cửu tịch, ta không nên đẩy ngươi xuống hồ băng, ta không nên giết ngươi." Dứt lời, người qua đường giật mình. Công tử từ ra sao vậy, nó đang nói cái gì, nó, từ nguyên đức sợ muốn chết, nhào về phía một người qua đường, ôm đùi gã nói, ta không có đuổi cha nương ngươi đi, ta không muốn khiến họ không có nhà để về, đều là do nương ta, là nương ta muốn ta đến thập nhị tiên sơn mới, bởi vì thuật che mắt, nó coi người qua đường là tần cửu tịch, không ngừng giải thích với gã, giải thích tất cả những chuyện từ thị đã làm. Đương trường ồ lên, tất cả đều là thường dân, mặc dù đầu ngõ cuối phố đã đồn đãi từ lâu, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, không ai không dám nói tuẹt ra, Ai ngờ hôm nay Từ Nguyên Đức tự mình nhận tội, có người nhịn không được nói Từ gia dám làm càn như vậy. Tần Cửu Tịch thật sự bị Từ Nguyên Đức giết, con trai giết người Từ thị còn dám tới Tần phủ phản đòn, phụ nhân này ác độc quá. Đáng thương Tần Vịnh Hứa thì bị oan uổng như thế. Tần gia quá nhu nhược, Từ gia giết chết tôn tử duy nhất của họ vậy mà bọn họ chẳng bái hoài. Khó trách Tần Ngũ muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tần gia, Tần gia làm vậy là nam nhân ai chịu được? Ngày thường thấy tần ngũ nhu nhược, không ngờ có cốt khí ghê, làm đúng lắm, nhà như vậy phải đoạn tuyệt quan hệ, đường cái náo loạn, từ ra vốn cách tần ra không xa, sớm đã có người hầu báo từ thị hay, nàng ta chưa nghe xong đã đứng bật dậy, cái gì, người hầu run rẩy nói, thiếu ra, còn ở trước cửa tần phủ, từ thị sắc mặt xanh mét, vội vàng khoác áo ngoài ra cửa, khi chạy đến tần phủ đã có rất người súng lại. Nhiều người mấy cũng không chắn được giọng con trai nàng ta, đều là nương ta, là bà ta làm, là bà ta nói chỉ cần khiến tần cửu tịch hồn phi phách tán, ta sẽ có thể đến thập nhị tiên sơn, đầu óc từ thị ong ong, đẩy đám người ra chen vào trong. Từ nguyên đức quỳ trên mặt đất, dập đầu đến mức máu chảy lòng dòng, buông tha ta đi, tần cửu tịch ngươi buông tha ta đi, ta, từ thị kéo nó lên, con điên rồi. Từ nguyên đức mờ mịt thấy nàng ta, trong mắt nó toàn nước mắt, máu từ chán nhỏ xuống gương mặt tái nhợt, nương, nương, sao người muốn con giết người, từ thị đứng hình, câm miệng, từ nguyên đức, người kêu con bắt nạt tần cửu tịch, khiến con ghen ghét nó, lại bắt con giết nó, người, từ thị tê ra đầu, nàng nghe thấy bàn tán xung quanh, thấy họ nhìn nàng ta bằng ánh mắt như muốn tùng xẻo, cảm giác trời sập rồi. Xong rồi, nàng ta xong rồi, dược còn có thần dược. Chỉ cần cho đức nhi ăn, nó sẽ không nói bậy nữa. Từ thị vội vàng lấy bình dược trong lòng ra, đút vào miệng từ nguyên đức đức nhi bị bệnh rồi sinh bệnh ăn dược sẽ khỏe lại ngay ăn dược rồi sẽ không nói sảng nữa tay nàng ta run run trong đầu hỗn loạn không biết mình đổ bao nhiêu viên cứ thế đút hết vào miệng từ nguyên đức từ nguyên đức nuốt dược ngoài miệng không ngừng nghỉ nương sao người bắt con giết người sao người bắt con đi tu tiên nương con không muốn tu tiên con sợ con rất sợ tà chứ cuối cùng chưa kịp thốt ra đôi mắt nó đã trắng dã, thân thể run rẩy miệng sùi bọt mép Người qua đường ồ lên, độc phụ, ngươi cho thằng bé ăn cái gì, hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ngay cả con mình người cũng độc chết được, từ thị run tay, bình dược lăn xuống, vài ba viên thần dược còn sót lại lăn ra. Dược tính rất mạnh, dùng xong phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Nhớ kỹ, trong bảy ngày chỉ được dùng một viên. Bảy ngày, còn chưa trôi qua nửa ngày, từ thị nhìn về phía con trai mở to mắt, sắc mặt trắng nhợt, hoàn toàn phát điên. Từ nguyên đức đã chết, chết ở trước cửa tần phủ, chết trong tay mẫu thân thân sinh cảnh cuối tần cửu khinh không cho tiểu bạch cốt xem, hắn mang tiểu gia hỏa về thôn trang trước. Hứa thị làm một bàn đồ ăn, tiểu bạch cốt đã quên chuyện từ ra, thèm đến nỗi hỏa đồng lam biến thành hoa. Chỗ Lý Hạo Sơ tần cửu khinh đã sắp xếp xong xuôi. Nếu Lý Hạo Sơ không đến lạc trần viện, cùng lắm ông ta chỉ bị từ phủ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hai nhà chó cắn chó. Nếu Lý Hạo Sơ lòng tham không đáy đến lạc trần viện, vậy tần phủ đúng là có vật nhiều năm như vậy, bởi vì có vạn linh căn của Tần Cửu Khinh, thứ đó chỉ khiến Tần gia con nối dõi đơn bạc chứ không chí mạng. Lần trước khi Tần Cửu Khinh 8 tuổi, bởi vì phụ mẫu muốn ở lại Tần gia, hắn dẫn thứ này ra, liều chết giết nó. Tà vật kia ít nhất có công lực trúc cơ đại viên mãn, lấy tu vi lý hạo sơ, nếu gặp phải sẽ khó thoát cái chết. Tần Cửu Khinh nâng cao tu vi đến tầng 9 luyện khí là vì muốn vây tà vật kia ở Lạc Trần viện. Nếu Lý Hạo Sơ không đi Tần gia ít nhất còn có thể tồn tại trăm năm, cũng coi như là Tần Cửu Khinh và phụ thân cùng nhau trả ơn sinh thành của Tần gia. Nếu Lý Hạo Sơ đi, vậy Tần gia sẽ biết tới sự tồn tại của tà vật sớm dọn chỗ còn có thể tiếp tục sinh sản hậu đại, chỉ là khó tìm lại huy hoàng. Hoàng An thành không còn vướng bận, bọn họ cũng nên đến Tần gia. Khi ra khỏi Hoàng An thành, Tần Cửu Tịch ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt quen thuộc Tỉnh Hoàng Văn. Đệ tử thân truyền Tùng Dương Tử, Ngụy Quân Tử tham gia tàn sát Tần gia, lại còn mặt dày sưng huynh gọi đệ với hắn. Sau khi Tần Cửu Khinh bị quân thượng Minh rút linh căn, tỉnh Hoàng Văn lập tức rút Thiên Ngu Sơn đệ nhất kiếm từ trong cơ thể đầy máu của hắn. Vị sư huynh Tần Cửu Khinh vẫn luôn tôn kính cầm trong tay vấn đạo, xé bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa, nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt ghen ghét, sư đệ biết dáng xương cốc chứ, nơi đó xuyên qua quỷ giới, lệ quỷ trải dài, nghe nói lệ quỷ này thích nhất tu sĩ trẻ tuổi da thịt non mịn, sư huynh dẫn đệ tới đó có được không? Hắn ta muốn Tần Cửu Khinh không thể chết tử tế, hắn ta muốn hắn bị vạn quỷ gặm cắn, hồn phi phách tán tỉnh Hoàng Văn, hóa ra người đến tuyển đệ tử ở Hoàng An Thành là hắn ta. Lần trước cũng là hắn ta, không, khi tần cửu khinh 7 tuổi, người tới Hoàng An Thành là tôn đường chủ chiêm tinh đường của Thiên Ngu Sơn, một vị lão giả thiện tâm lại vô chi vị lão nhân này đến chết cũng không dám tin quân thượng minh chấp trường Thiên Ngu Sơn đã đọa ma. Tần cửu khinh lẻn vào đám người, dẫn tiểu bạch cốt trở về thôn trang. Với tu vi hiện tại của hắn, không đủ để xung đột trực diện với tỉnh Hoàng Văn. Hắn có thể một kiếm chém chết tỉnh Hoàng Văn, lại không thể chống lại toàn bộ Thiên Ngưu Sơn. Còn chưa phải lúc, hiện giờ hắn không phải một mình. Tỉnh Hoàng Văn thần sắc vội vàng, chưa nhìn thấy Tần Cửu Khinh. Đương nhiên có thấy cũng không nhận ra, cửu tịch Tần Gia đã chết, cái gọi là con cưng của trời cũng không được trời sủng. Tỉnh Hoàng Văn vốn định đem hạc giấy truyền thư cho tôn đường chủ, nói cho lão biết tin tức bất hạnh này, ai ngờ lại nhận được thư tay của sư phụ trước, nhanh chóng trở về, tỉnh Hoàng Văn cả kinh, mở thư ra, cẩn thận đọc, sau đó hít một hơi dáng xương cốc bạo loạn, lệ quỷ oan hồn tàn sát bừa bãi. Càn khôn thanh minh đại trận chấn thủ quỷ giới nghìn năm nới lòng quỷ giới, sắp vỡ, chương 51 ngàn năm đối với tu chân giới không phải ngắn. Quả thật các tiên môn lão tổ còn tồn tại, thậm chí cảnh giới không có đột phá gì lớn, vậy mà đại tân sinh đã tới tới lui lui mấy trăm, thiên tài xuất hiện rồi ngã xuống, tên nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi nhiều thế hệ có thể viết đầy một ngọn tiên sơn. Đặc biệt là một hai trăm năm nay, bởi vì cách tiên ma đại chiến xa mà không ai cảm thấy quỷ giới là sự uy hiếp. Có đệ tử nghe con không sợ cọp mới luyện khí đã muốn xông vào quỷ giới càn quét vạn ma, đương nhiên người tu hành càng lâu, tuổi tác càng dài sẽ biết quỷ giới hung hiểm cỡ nào, chỉ coi cuồng ngôn là đùa giỡn. Tỉnh Hoàng Văn khi mới nhập môn cũng từng mặc sức tưởng tượng, nguyệt chi tiên nhân vạch ra đại trận phong giới, dùng sức mình ngăn chặn tiên ma, công lao truyền đến đời sau, thần lực nghịch thiên cỡ đó, ai không hướng tới. Hướng tới thì hướng tới, càng tu hành càng biết nguyệt chi tiên nhân xa xôi không thể với. Thiên tài trăm vạn năm khó gặp ngộ tính phẩm hạnh không gì sánh kịp và cơ duyên khả ngộ bất khả cầu toàn bộ tụ lại bên nhau, thiếu một chút cũng không được, trăm triệu năm qua chỉ xuất hiện mỗi nguyệt chi tiên nhân. Tu hành càng lâu càng hiểu đạo lý này, thập nhị tiên môn dễ đổi, nguyệt chi tiên nhân khó tìm. Vị trường tọa nổi tiếng ấy của thiên ngu sơn đã vô tung vô tích. Tỉnh Hoàng Văn vừa rút đi nét ngây thơ không bao lâu, nghe nói cản khôn thanh minh trận nới lòng, trong lòng dâng lên sợ hãi đậm sâu. Cân bằng ngàn năm bị phá vỡ, thập nhị tiên sơn sắp dung chuyển. Quỷ giới phủ bụi ngàn năm được phóng thích, những ma tu thượng cổ thích giết chóc như mạng còn sống không? Nghĩ đến đây, tỉnh Hoàng Văn không khỏi dùng mình. Nếu những thượng cổ ma tu kia còn sống, nhất định rất hận nguyệt chi tiên nhân, hận lây thiên ngu sơn. Hắn ta ở thiên ngu sơn, chẳng phải là tỉnh Hoàng Văn bước nhanh hơn, hận không thể trong thời gian ngắn trở lại thiên ngu sơn, trở lại bên cạnh sư phụ. Thiên ngu sơn là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Ma tu thượng cổ hận thiên ngu sơn, nhưng thiên ngu sơn có thiên hạ đệ nhất kiếm nguyệt chi tử để lại, có đệ tử thân truyền quân thượng minh. Tôn trưởng Thượng Minh đứng đầu thập nhị tiên sơn. Nếu thế gian còn ai có thể đối đầu ma tôn, chỉ có thể là Thượng Minh tôn chủ. Thiên Ngu Sơn, 12 trưởng lão tề tụ một đường, sôi nổi nghị luận biến cố đột ngột phát sinh này. Giáng xương cốc không có dấu hiệu nào từ dưng quỷ triều mãnh liệt, sao càn khôn thanh minh trận lại bị nới lỏng. Trong quỷ giới đã xảy ra chuyện gì, những ma tu giết người như ngoé bị phong ấn ngàn năm muốn lao khỏi gông cùm xiềng xích trở lại nhân gian. Có không ít người đang ngồi ở đây đã trải qua đại chiến tiên ma năm đó, tuy khi đó tu vi họ không đủ, chỉ ở bên cạnh chiến trường, nhưng vẫn cảm nhận được đại chiến tàn khốc, chính mắt nhìn thấy ma tu bạo ngược. Bọn họ biết nếu chiến loạn lần nữa xuất hiện sẽ không có nguyệt chi tiên nhân thứ hai dùng mệnh ngăn chặn. Tháng ngày yên bình không thú vị, nhưng không ai muốn châm chiến hòa cả. Vị trí giữa đại diện trống không, một mùi hương mộc mà thanh lãnh xông vào mũi, 12 trưởng lão cùng chắp tay tôn thượng thánh an chỉ thấy ngón tay đẹp như lãnh ngọc vươn ra khỏi ống tay áo như vân vụ, chứ vị trưởng lão không cần đa lễ. Thanh âm như trăng sáng, thanh lãnh đạm nhiên. Không ai dám ngẩng đầu, không ai dám liếc nhìn vị nam từ tóc bạc kia. Vô luận dung mạo tuyệt thế đến đâu cũng là người đứng đầu thập nhị tiên sơn, thượng minh tôn chủ chỉ cần nhấc tay một cái là có thể nghiền áp một đám tu sĩ. Tùng Dương Tử mở miệng, truyền tin tức từ dáng xương cốc cho hắn ta biết. Lông mi quân thượng minh cũng là màu ngân bạch nhàn nhạt, khi hơi hơi rũ xuống tựa như một lớp tuyết mỏng hắn ta không lên tiếng, 12 trưởng lão cũng căng thẳng đến mức đổ mồ hôi sau lưng. Uy áp chân chính là vô hình, nhìn như không có, thật ra bao phủ toàn bộ thập nhị tiên sơn. Vô đã có, hữu tắc toàn, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, con người cũng như kiến. Tựa hồ qua rất lâu, lại tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, quân thượng minh mở miệng, thanh âm vẫn thanh thanh lãnh lãnh như trước, chuẩn bị sẵn sàng, quá lắm 10 năm, 12 trường lão sừng sốt, cảnh giới thấp hơn đã đổ mồ hôi chán. Dẫu là Tùng Dương Tử cũng thấy hãi hùng khiếp vía, 10 năm, càn khôn thanh minh đại trận nhiều nhất chỉ có thể cầm cự 10 năm. 10 năm sau, quỷ giới vỡ, ma tu xuất hiện, thập nhị tiên sơn loạn. Tùng Dương Tử nhịn không được mở miệng, tôn thượng, thiên ngu sơn chúng ta, quân thượng minh nhìn về phía lão. Tùng Dương Tử cuống quýt cúi đầu, tim đập mau đến nỗi muốn nhảy ra khỏi cuống họng. Quân thượng minh nói, thế gian vốn không có quỷ giới, mọi người thần hồn chấn động. Quân thượng Minh tiếp tục nói, có chăng là sư phụ, hắn ta không nói hết lời, chỉ nhẹ nhàng cười một cái, gương mặt tuyệt thế nháy mắt như đông tuyết hòa tan, xuân hoa nở rộ, ánh nắng ấm áp. Không ai dám nhìn hắn ta, nhưng chư vị ở đây đã tới nguyên anh kỳ, rũ mắt cũng có thể nhìn thấy hết thảy. Dùng thần thức nhìn còn chấn động hơn dùng mắt nhìn. Quân thượng Minh dung mạo khuynh thành, nhưng nghe nói người không bằng bảy phần nguyệt chi. Nguyệt chi tiên nhân năm đó tuyệt thế cỡ nào? Đáng tiếc, Tùng Dương Tử hoàn hồn trước, đáp tôn thượng đã có chủ trương, chờ nghe an bài nụ cười quân thượng minh phai nhạt khôi phục dáng vẻ quạnh quẽ hắn ta xòe tay ra hồn kính xuất hiện kính này vốn đúc ra để tiến vào quỷ giới nay quỷ giới tan giá không cần dùng tới nó nữa ánh sáng hồn kính lưu chuyển, hơi giống càn khôn thanh minh trận loại nhỏ đầu ngón tay quân thượng minh dừng trên hồn kính một âm thanh đinh khe khẽ vang lên thanh thúy như ngọc thạch va chạm ngay sau đó hồn kính vỡ nát ánh sáng xanh thảm như bọt sóng từ biển sâu dâng lên vọt vào không khí như muốn khuấy động không gian yên tĩnh 12 trường lão sắc mặt trắng bệch, màu xanh thảm nhanh chóng bao trùm toàn bộ đại điện, những mảnh vỡ như ánh sao rơi xuống sàn huyền thạch, giống như ngân hà đảo ngược. Thần khí nói hủy là hủy, đừng nói trường lão khác, Tùng Dương Tử tự nhận là hiểu quân thượng minh cũng không hiểu. Quân thượng minh có dáng vẻ đẹp nhất thế gian, tâm tư lại xảo trá khó dò. Âm tình bất định, thay đổi thất thường, song chỉ mỗi hắn ta kế thừa y bát của Nguyệt Chi Tiên Nhân, là tu sĩ duy nhất có thể hoàn toàn phát huy uy lực vấn thiên, cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đại viên mãn duy nhất. Hắn ta chỉ cách hóa thần một bước, Tùng Dương Tử luôn cảm thấy hắn ta tùy thời có thể hóa thần, song hắn ta không chịu tiến tới. Còn nguyên do là gì thì không ai hiểu, 12 trường lão giải tán, càn khôn thanh minh trận nhất định sẽ bị phá, quỷ giới không thể giam cầm những ma tu đó, 10 năm này họ sẽ phải bận rộn. 10 năm ngắn ngủi, tu sĩ cấp cao khó đột phá, thế hệ trẻ tuổi có thể thăng cấp vù vù. Quỷ giới vỡ, cách cục tiên sơn chắc chắn nghiêng trời lệch đất. Còn kết quả như thế nào, chỉ có chậm rãi chuẩn bị tùng dương tử ở lại cuối cùng quân thượng minh đưa cho lão một ngọc giản đẩy nhanh tiến độ đi tùng dương tử thuộc hạ đã hiểu quân thượng minh biến mất tùng dương tử không cần cúi đầu nhìn cũng biết ngọc giản viết cái gì thánh phẩm linh căn hàn cốt ngàn năm vô số quả xích đề tất cả đều là đồ vật dùng cho cấm thuật nghịch thiên sửa mệnh chỉ là có thân thể có thể gọi được hồn về ngọn núi cao nhất của thiên ngu sơn có tên là lãng nguyệt trang sáng giơ tay có thể với tới sao trời ở trước mắt đỉnh núi là một dãy hoa hải đường vĩnh viễn không úa tàn cánh hoa quét trắng đỉnh núi như lạnh suốt ngàn năm mùi hương thanh lãnh quanh thân quân thượng minh đến từ biển hoa hải đường này hải đường nỗi buồn ly biệt vô tận cầu mà không được quân thượng minh đứng ở biển hải đường trắng như tuyết tóc bạc da trắng dung hòa khi hắn ta ngửa đầu tóc dài như thác nước rũ xuống mặt đất đắm chìm trong ánh trăng mềm mại lạnh băng hắn ta nhìn chằm chằm trăng sáng nơi chân trời trong ánh mắt đạm sắc có quyến luyến sâu sắc tiếp sao trời ôm trăng sáng hắn ta vô tâm hiểu thiên hạ chỉ nguyện cầu một người Sư phụ, người nhất định sẽ trở về, quân thượng minh nhìn trăng sáng nơi chân trời, khóe miệng lộ nụ cười khó phát hiện. Nụ cười nhạt, chấp niệm sâu, dưới vân đạm phong khinh là nỗi khổ khắc sâu trong lòng. Tần cửu khinh dẫn tiểu bạch cốt trở lại thôn trang. Tần vịnh và hứa thị không biết chuyện từ ra gặp phải, tần cửu khinh cũng không nhiều lời. Tần vịnh và hứa thị không quan tâm những người ngoài kia thế nào, lúc họ rời khỏi tần phủ đã buông xuống. Từ nguyên đức suýt giết con trai họ, bọn họ hận, chỉ là con trai còn trước mắt, bọn họ không có tâm tình trả thù. Oan oan tương báo bao giờ dứt tiểu phu thê thiện lương chỉ nguyện ngày sau hạnh phúc vui vẻ. Bạch tiểu cốc nói hết thầy những gì mình biết cho họ nghe. Nhưng tiểu cốt đầu cũng chỉ biết những chuyện như cửu đại tịch quá thông minh, hắn lao đến trước mặt từ nguyên đức tên kia khóc thét tên kia coi cửu đại tịch là quỷ từ nguyên đức nhát gan ghê quỷ cũng sợ tiểu bạch cốt không biết tình huống cuối cùng không biết từ nguyên đức chết trước cửa tần phủ không biết từ thị bị từ gia hưu treo cổ tự sát tiểu bạch cốt nói một hồi bèn nói tới cửu đại tịch biết được nhiều lắm hắn còn dậy con nhận biết sao hắn còn biết chuyện xưa ngân hà còn ừm bắt đầu nói về chuyện ngôi sao cho cha nương nghe tần cửu khinh không chen vào chỉ ngồi một bên nghe như vậy tốt lắm rồi người nhà của hắn không cần biết những chuyện dơ bẩn kia Cơm tối xong, Tần Cửu Khinh nói, ngày mai chúng ta khởi hành rời khỏi Hoàng An thành, Tần Vịnh và Hứa Thị đáp, được, hai người không hỏi đi chỗ nào, hoàn toàn tin tưởng con trai. Tần Cửu Khinh nói chỗ an thân sau này với họ, dưới Chiêu Diêu Sơn có thôn nhỏ, người và tinh quái hỗn cư, Chiêu Diêu Sơn là thánh địa yêu tu nổi tiếng gần xa của thập nhị tiên Sơn. Vì vấn đề thể chế, yêu tu cực dễ đọa ma, thế nên không được yêu thích ở thập nhị tiên Sơn, mấy năm trước Tần Cửu Khinh cũng không thích Chiêu Diêu Sơn, nhưng khi 16 tuổi, hắn ngẫu nhiên có cơ hội dừng chân ở thôn trang kia một thời gian trong thôn có người thường cũng có tiểu tinh quái khai trí khó hóa hình. Có chiêu diêu sơn lão tổ che chở, người và tinh quái ở chung hòa hợp thôn dân không sợ tinh quái, cũng không có thành kiến với tinh quái. Rất thích hợp với một nhà bốn người họ, nghe tần cửu khinh miêu tả, tần vịnh và hứa thị thầm vui mừng được. Chúng ta đi chiêu diêu sơn, con trai lớn của họ là tu sĩ, con trai nhỏ là tiểu cốt đầu, ở thế tục không tiện, không bằng đi thập nhị tiên sơn, tóm lại bọn họ còn trẻ, có thể thích ứng hoàn cảnh mới. Người một nhà quyết định hành trình, Tần Vịnh bỗng nói, nếu rời khỏi Tần gia, tên Cửu Nhi cũng nên vứt đi, Cửu Tịch là tên lão thái thái đặt cho Tần Cửu Khinh, tràn ngập xui xẻo và oán hận. Tần Cửu Khinh hơi thấy ấm lòng, đúng rồi, lúc 7 tuổi hắn được chọn đến Thiên Ngu môn, trước khi đi phụ mẫu hắn quan tâm nhất là chuyện đổi tên cho hắn. Hiện giờ hết thảy đều thay đổi, cha mẹ vẫn không thay đổi. Bọn họ vẫn canh cánh chuyện này, Tần Cửu Khinh cười nói, được lần trước hắn không biết phụ mẫu đặt tên cho hắn như thế nào, lúc này có thể ngồi nghe bên cạnh. Tần Cửu Khinh chờ phụ mẫu nói hai chữ Cửu Khinh, ai ngờ Tần Vịnh mở miệng nói, Tần Tiểu Vịnh thế nào, Tần Cửu Khinh. Hứa thị trừng trượng phu, so không thấy chàng gọi là Tần Đại Vịnh, Tần Vịnh lặng lẽ cười, ta cũng có thể sửa tên, Đại Vịnh Tiểu Vịnh, vừa thấy là biết hai phụ tử. Hứa thị không tán đồng, Bạch Tiểu Cốc rất hứng thú với đề tài này, y nhấc tay. Tần Vịnh, Tiểu Cốc có ý tưởng gì, Bạch Tiểu Cốc buột miệng thốt, Tần Đại Cắt, Tiểu Cốt Đại Cắt sao, thật không tệ. Sao cắt đồng âm với cơ, là cái ấy ấy mặt cười, người một nhà. Chữ nào, không phải là ấy ấy đó chứ, không không không, chữ nào cũng không được. Tần cửu khinh sách tiểu bạch cốt lên, bạch tiểu cốc bẹp miệng, không dễ nghe sao, tần cửu khinh, khó nghe, đặt tiểu gia hỏa lên đầu vai. Bạch tiểu cốc ôm ngực, không để ý tới cửu đại tịch nữa. Tần vịnh và hứa thì không dám trông cậy vào tiểu hoàng cốt, chỉ có thể vắt hết óc nghĩ. Tần cửu khinh chờ chờ, chờ tới phụ thân, tần nặc nặc tần ái nặc tần đại nặc lại chờ tới mẫu thân tần trường thọ tần bách tuế tần bảo bảo tần ngoan ngoan đừng nói tần cửu khinh ngay cả tiểu bạch cốt cũng nghe không nổi nữa không tốt không tốt đều không dễ nghe tần vịnh và hứa thị cũng cảm thấy quái quái họ gọi cửu nhi cửu nhi quen rồi cảm thấy tên khác có chút xa lạ hứa thị nói nếu không hay là giữ lại chữ cửu thay chữ tịch tần vịnh gật đầu có lý giữ lại chữ cửu đổi chữ tịch trong đầu tiểu bạch cốt toát ra một cái tên buột miệng thốt tần cửu khinh bạch tiểu cốc nói xong bèn hối hận xong rồi xong rồi y trộm tên tần cửu khinh không đợi tiểu bạch cốt nói gì nữa tần vịnh vỗ án khen tên này hay hứa thị cũng liên tục gật đầu tần vịnh nói tần cửu khinh nhẹ nhàng bay cao chín vạn dặm là hy vọng lớn nhất của bọn họ với cửu nhi rất thích hợp tần cửu khinh giật mình hắn quay đầu nhìn tiểu bạch cốt trên vai trong lòng sinh ra chút khác thường tên của hắn thế mà là do nhóc xương khô đặt hết chương lai like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe